Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm vẫn tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhé. Thông tin điện thoại. Nay bỏ anh ấy biển Minh ơi. Nay thì bên shop về cho bác cái lô dép ui giời. Dép đi trong nhà các bác nhá. Đấy, dép đi trong nhà đây. Đấy thì nó sẽ là dép shop đi trong nhà như này. Cái này của nó thì cỡ thì nó sẽ là free size các bạn, nam nữ đi được hết nhá. Nam nữ đi được hết. Đó, cỡ free size. Cái này nó không có size và nó có cái độ co giãn nhất định cho nên là nam nữ đều đi được cả nhá. Và màu thì nó sẽ là rất là nhiều màu như này. Cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi chứ không có chọn màu được các bạn nhá. Dòng này nó là đi trong nhà cho nên nó không có phân biệt là nam hay nữ. Ai cũng đi được cả nhé. Chỉ có cái là mình ví dụ như mình lấy 3-4 đôi thì em sẽ lấy đủ màu cho các bác, để khi mình đi thì nó sẽ là phân biệt cho mỗi người màu cho nó tiện các bạn. Đó đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là nhung như này nhá, nhung nỉ này. Đấy, nhung nỉ rất là êm luôn. Và cái này của nó thì nó sẽ là bọc xốp như này. Các bác đi trong nhà thì vừa ấm áp, vừa êm ái, vừa nhẹ nhàng nhá. Đấy, ấm áp, êm ái, nhẹ nhàng. Giá thì chỉ có cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Lên cho em là dép xốp nhá, dép xốp đi trong nhà 35k. Đó, giá chỉ có 35k thôi. 35k cho một đôi dép như này. Đấy, rất tiện để các bác đi sinh hoạt trong nhà, rất là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ chổi cái này lên. Các bác lên cho em là chổi lau kính nhá. Một cái bộ như này nó sẽ là 50.000. 50.000 cho một bộ như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt cho em thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái gen xoáy như này. Đấy, các bác xoáy cái gen này vào cho em này. Sau đó thì mình sẽ đẩy vào cái phần khuyết này đây. Đấy, có cái phần này thì các bác đẩy vào này. Đẩy vào để mình lắp vào cái lẫy này này. Đấy, các bác đẩy thật chặt vào chưa? Đó, và nó có cái lẫy như này. Đấy, con này rất là ngon luôn. Sau đó thì các bác xoáy cái cán vào thôi. Con này thì các bác có thể dùng để lau kính này, rồi dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đấy, có quai đeo như này, các bác có thể đeo lên rất là tiện. Chiều dài của nó thì khoảng 1 mét nhá. Có thể xoay đảo chiều như này các bác này. Đấy, có cái phần này để các bác dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh này, còn cái phần này các bác dùng để rau lau dọn kính trước các thứ này, rất là tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ chổi lau kính như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên cho em là chổi lau kính 50.000. Các bạn này đấy, nó sẽ là một cái chổi như này các bạn này. Phương pháp và cơ hẹp có thể dễ dàng vệ sinh, có thể xay tự do, dây chụp kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn trải ở đâu thì cũng có cần gắn nước ở phía sau, chỉ cần cạo là sẽ sạch hết nước. Vậy bây giờ bạn thấy nó có hữu ích không? Cái này có thực sự hữu ích không? Không tắm sử dụng được 5 năm mà vẫn còn mới. Thật dễ dàng để làm sạch với chiếc cọ này. Các góc và khe hẹp có thể dễ dàng vệ sinh, có thể xay tự do, dây chụp kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn trải ở đâu thì cũng có cần gắn nước ở phía sau, chỉ cần cạo là sẽ sạch hết nước. Vậy bây giờ bạn thấy nó có hữu ích không? Cái này có thực sự. Đấy, lên cho em là chổi lau kính giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop còn một số cái mã thắt lưng đồng hồ nữa này. Đấy, thắt lưng đồng hồ thì giá thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng này. Một dây thắt lưng rất là đẹp luôn. Đó, một dây thắt lưng rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một dây thắt lưng mặt đúc liền như này. Đấy, chất liệu của nó này rất là đẹp luôn, da thì rất là mềm nhá. Tiếp theo là một chiếc ví các bác này. Đấy, một chiếc ví như này. Tiếp theo là một chiếc ví như này các bác nhá. Một chiếc ví rất là đẹp luôn. Đó, đây, hàng của thương hiệu Pedro này. Đựng trong hộp này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà này. Tiếp theo là một con đồng hồ này. Đấy, một con đồng hồ như này. Đó thì combo cho các bác sẽ là 3 món này, một thắt lưng, một ví. Đấy, một thắt lưng, một ví và một đồng hồ như này nhá. Một thắt lưng, một ví, một đồng hồ như này. Bên shop thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 220.000 thôi. 220.000 cho 3 món như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiền ship em mất 30.000 rồi. Tính ra các bác mua vào chỉ còn có 190.000 cho 3 món này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là thắt lưng, ví, đồng hồ nhá. Đấy, em còn mấy mã nữa thanh lý nốt này. Đấy, em đang bán là 265.000 nhá. Thanh lý nốt cho bác giá 220.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Thanh lý lỗ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đeo đầu wifi nhá. Đèn đeo đầu wifi. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này, rất tiện ích để cho các bác sử dụng này. Đó, con này thì nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, và có chức năng là wifi như này nhá. Có chức năng là wifi, tức là tắt mở cảm biến này. Đấy, các bác chỉ cần gạt tay qua là nó sáng hoặc là nó tắt cho các bác luôn, rất tiện nhá. Đó, pha thì có thể điều chỉnh này. Đấy, pha có thể điều chỉnh các bác nhá. Đó, đầu thân pha này thì bằng hợp kim. Và con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000.
Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá sẽ là 130k. Đó. Đèn wifi giá sẽ là 130.000 nhá. Đèn wifi này giá sẽ là 130k một chiếc. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chốt cổng quá này. Đấy, lên cho em là chốt cổng nhá. Con này thì rất là tiện ích nhá. Các bác chỉ cần sập vào này là cho em xong này. Đó, sập vào như này là xong. Đó. Khi các bác mở ra thì mình chỉ cần đẩy lẫy này là sẽ ra này, còn khi các bác sập vào thì tức khắc là nó sẽ tự trượt xuống nhá. Nó rất là tiện như này. Và một cái bộ chốt cổng tự động như này thì giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000. Đó, rất tiện ích luôn các bạn. Đó đây, các bác theo. Đây. Đấy, khi mình đóng cổng vào thì nó sẽ tự sập xuống các bạn. Đấy, tự sập xuống như này. Đấy, tự sập xuống nó rất là tiện nhá. Và giá thì sẽ có cho các bác là 45.000 trong cái bộ chốt cổng tự động như này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể sử dụng về mình bắt ốc vít hoặc là về mình hàn trực tiếp vào cổng cũng được, nó rất là tiện. Chỉ cần là kéo cổng một cái là tự nó sập vào luôn, nó rất là tiện các bác nhá, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động nhá. Khi mọi người muốn đóng cửa đẩy cửa vào thì chốt sẽ tự động chốt lại như thế này, rất chắc chắn mọi người, giật không ra nhá. Khi mình đi ra ngoài thì mình có một ổ khóa vàng này giúp em thì gạt lẫy không lên nhé và sẽ bị khóa chết nhà luôn, không mở được nhé. Đấy, thì hàng rất là dễ sử dụng luôn, mọi người có thể lắp đặt ngay tại nhà. Khi đẩy cửa vào thì chốt sẽ tự động chốt lại như thế này mọi người nhé, hoàn toàn tự động nhé. Đấy, sử dụng rất là đơn giản luôn ạ. Và khi mình đi từ ngoài vào mọi người nhé, mình chỉ cần luồn tay vào trong mình gạt nhẹ lẫy chốt lên rất là nhẹ và đẩy cửa vào thì là sẽ tự mở nhé. Đấy, gạt rất nhẹ này, đẩy cửa vào là mọi người thấy không, em đang làm đấy, trực tiếp là em làm luôn mọi người nhé. Thì hôm nay bên em nó giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, bao gồm cho các bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng made in Japan này, độ rọi xa là từ 600 đến 1000 mét nhá. Đó. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một tấm pin sạc năng lượng mặt trời này. Đó, đây, đèn xanh của nó này. Đấy, một pin sạc năng lượng mặt trời này, một cái phá kính này, một cái cắt dây này, một cái nam châm hít này, phá kính này, cắt dây này, rồi có la bàn này, có còi hú này và rất nhiều tính năng nữa nhá. Có sạc ra cho điện thoại và chân sạc vào này. Đó, và đèn thì cũng rất là sáng luôn nhá. Đèn rất là sáng luôn. Đó, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, nhấp nháy này. Các bác giữ lì cái phím này cho em thì nó sẽ chuyển sang đèn trắng này. Và giữ lì nữa thì nó chuyển sang đèn cảnh báo nhấp nháy nhá. Đó, đây. Đấy, giữ lì chuyển sang cảnh báo nhấp nháy này, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Rất là chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật 180 cành. 180k cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này qua nhá. Đó, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop đưa cho anh cái đèn cầm tay. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đèn mới, đó là cái đèn cầm tay nhá. Cái con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì nó cũng có pin sạc năng lượng mặt trời và cái giá thì rất là hạt rẻ cho các bác thôi. Một con đèn cầm tay như này giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đấy, con này hết pin mất rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một tấm pin năng lượng mặt trời nhé. Và rất là nhiều các cái đây, tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, bật lên là nó có báo pin đây, cũng gần hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một cái đèn mắt tròn này, hai mắt led này, sau đó là đến một cái pha rất là rọi này. Nó có pin sạc năng lượng mặt trời, có cổng sạc ra cho điện thoại. Đấy, pin đang báo đây. Đấy các bác nhé, rất là tiện ích luôn. Đó đây, rất sáng các bạn. Và pha của nó cũng rất là rọi luôn, pha rất là rọi nhá. Giá chỉ có 100 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình sử dụng ăn cơm ăn nước này, đi ra ngoài này, hoặc đi làm này. Đấy, hoặc là sử dụng ở nhà cũng rất là tiện. Khi đề phòng khi mất điện. Và ưu điểm của con này nó có cái pin năng lượng mặt trời này thì các bác có thể sạc trực tiếp qua pin năng lượng mặt trời. Các bác chỉ cần để ra ngoài cửa sổ có đủ ánh sáng là nó sẽ tự sạc, mình không cần phải mất công cắm sạc cái chiếc nó mất công nhá. Lên cho em là đèn cầm tay, giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đèn cầm tay như này. Thì ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay em lại lên các mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì hôm nay bên shop còn một số mã hàng thì em lại tiếp tục lên video thanh lý dần từ dần Tết thì sẽ có rất là nhiều các cái mã hàng bên em thanh lý và em sẽ đưa vào đầu video để cho các bác xem nhá. Đầu tiên thì em thanh lý cho các bác cái hai cái con khóa số này. Hai khóa số thì nó sẽ có là một mẫu to và mẫu nhỏ nhá. Một mẫu to và mẫu nhỏ. Mẫu nhỏ này thì em còn hai chiếc nữa thanh lý cho các bác với giá là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc nhỏ như này. Đó, còn mẫu to này thì sẽ là thanh lý cho bác với giá là 50.000 một chiếc như này.
Đấy, các bác có thể dùng cái khóa số này, các bác khóa vali này, khóa tủ đồ này, hoặc là khóa các cái khu vực cửa cổng đều được hết nhá. Con nhỏ này thì nó bằng 2 ngón tay. Đấy, con to này thì sẽ là bằng khoảng 3 ngón tay như này nhá. Đó. Thì con nhỏ này còn 2 con, thanh lý nốt cho bác với giá là 30.000 một con. Còn con to này thì cũng còn 2 con, thanh lý nốt cho bác cái giá là 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc. Đấy, các bác lên cho em là khóa vali số nhá, khóa vali số. Đấy, thì còn mỗi loại 2 con thanh lý nốt cho các bác. Con nhỏ này là 30.000, con to này là 50.000, khóa vali số này. Tiếp theo là bên shop thanh lý cho bác một ít cái vòi đồng tăng áp này. Đấy, cái này thì nếu mà cái dòng mà có cút đủ nha, có cút đủ thì bên em vẫn bán là 50.000, là nó có thêm 3 cái cút nối nữa. Cầm cho anh cái có cút nối ra đây. Còn cái này thì không có cút nối thì bên em thanh lý nốt cho bác với giá là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 một chiếc như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp, cái này là hàng thanh lý thì giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Đấy, 30.000. Còn cái con mà có đủ cả 3 cái cút nối như này thì vẫn là 50.000 nhá. Hàng thì nó như nhau thôi, nó sẽ là cùng một loại. Nhưng mà một dòng là có cút nối và một dòng là không có cút nối nhá. Đấy, thì con có cút nối này sẽ là 50.000 một chiếc này. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp. Đấy, con có cút nối là 50.000, còn con không có cút nối này thì sẽ là 30.000. Đấy, một số mã thanh lý bên em. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cây nấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là đèn cây nấm này. Đèn cây nấm như này. Đấy, hoặc lên cho em là đèn nấm là được rồi. Đấy, thì con này nó sẽ là dùng làm đèn ngủ. Các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em là xong. Ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó sẽ tự tắt đây. Ở đây nó sẽ có cái mắt cảm biến này. Đây em che đi là nó sẽ sáng cho các bác nhá. À, che đi là nó sẽ sáng này. Đấy, che đi nó sáng đấy các bác. Bỏ ra nó tắt này. Đấy, có mắt cảm biến cho các bác luôn. Ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày thì nó sẽ tắt các bác nhá. Đó, đây. Thì giá sẽ là 25.000 cho một cái đèn nấm như này. Đấy, 25.000 cho một cái đèn nấm như này. Các bác dùng để mình làm đèn ngủ rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là đèn nấm, giá sẽ là 25.000 nhá. Đèn nấm, giá của nó sẽ là 25.000 cho một chiếc đèn nấm như này nhá. 25.000 một chiếc các bác nhá. Lên mã theo là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 cho một con đèn cúc áo như này. Sẽ là một đèn và một cáp sạc cho các bác luôn. Đấy, đèn cúc áo. Con này thì có chức năng là móc khóa này, khui bia này, có nam châm hít này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Và có chân sạc, dây sạc đây. Và rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, nó sẽ có chức năng là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đó. Con này thì dòng của nó là siêu sáng luôn các bác nhá. Sáng chói chang luôn, các bác nhìn vào là đau mắt đấy các bác nhá. Đó, nó rất là sáng. Thì giá thì chỉ có 40.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình mang đi làm, đi học, đi công tác hoặc đi đâu cũng được. Đấy, các bác hay đi về ban đêm mà cần dùng đèn sáng thì dùng con này rất là tiện cho em. Lên cho em là đèn cúc áo, giá sẽ là 40.000 cho một con đèn cúc áo như này nhá. 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một đốc sạc kèm pin như này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là một đốc sạc này. Đấy, một đốc sạc kèm 4 viên pin như này. Đấy, cái này thì nó sẽ là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Chỉ sạc được cho pin đồng hồ thôi. Lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ này. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ nhá. Pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65.000 cho một bộ như này. Bên em không bán lẻ nhá. Bán đốc kèm pin luôn, 65.000 cho bộ như này. Các bác có thể dùng để làm pin đồng hồ này, hoặc là lắp vào mic karaoke. Tết nhất đến nơi rồi, các bác hay hát karaoke thì lắp vào mic karaoke cũng rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 65.000 cho một combo như này, bao gồm cả đốc sạc cả pin luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái Masabi. Thì bên shop mà sẽ có cho các bác là hai loại, một loại là 16 bi và một loại là 8 bi. Đầu tiên em sẽ lên cho bác cái con 16 bi nhá. Đấy, con này sẽ là 16 bi này. Đấy, con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, công tắc nguồn đây bật lên này. Nó có cả đèn hồng ngoại luôn. Con này thì nó sẽ là dòng 8 bi các bác nhá. À, dòng 16 bi nhá. Đấy, con 16 bi này thì giá của nó sẽ là 290.000. 290.000 cho một con massage 16 bi như này nhá. 16 bi luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Tổng của nó sẽ là có 16 bi và có đèn hồng ngoại giúp làm nóng, giúp cho các bác thư giãn thoải mái, thông lưu lưu thông máu huyết nhá. Đấy, khí huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt nhá. Đấy, làm nóng này và có chế độ là điều chỉnh bằng tay này. Đấy, rồi massage bằng tay này, rồi massage đảo chiều này, lượn sóng này, hình núi này, rồi xoay tròn đầy đủ cho bác luôn, rất nhiều chế độ. Con này thì sẽ là 290.000. Hàng này thì các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, chân, tay, bắp đùi đều được hết nhá. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá rất hợp lý luôn. 290.000. Bao ship cho bác đến tận nhà luôn, massage 16 bi nhá. Đấy, con này nó sẽ là dòng 16 bi. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng là 8 bi này. Đấy, con này thì dòng này của nó sẽ là 8 bi và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, cái con
8 bi như này thì giá của nó chỉ có cho các bác là một. Con này thì các bác lên cho em là massage 8 bi nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 8 bi, còn con kia là 16 bi. Riêng con này thì nó có thêm cái tẩu ô tô nữa để các bác có thể cắm tẩu ô tô, một con cắm tẩu ô tô và một cắm điện. Còn cái con 16 bi kia thì chỉ các bác chỉ cắm điện bình thường thôi. Còn con này có thêm cả cái rác tẩu ô tô nữa. Thì bác nào có ô tô con thì mình treo vào cái ghế ô tô này, có dây chun này, có dây chun đây. Các bác treo vào ghế ô tô em đang dùng được cả 2 năm nay rồi nhá và đang dùng rất là ngon, không có vấn đề gì cả. Đấy, em cứ đi ô tô là em bật lên thôi. Đấy, dùng nó rất là tiện. Đấy thì các bác cứ cắm tẩu sẵn vào ô tô, chỉ cần nổ máy là nó sẽ lên thôi. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng 8 bi, mỗi bên có 8 viên bi. Các bác dùng để mình massage cổ rất là tốt luôn. Con này thì chuyên các bác massage cổ, vai, gáy, các bắp tay, bắp chân đều được nhá. Đấy. Con này thì công suất nó sẽ nhỏ hơn cái con 10 nhỏ hơn cái con 16 bi nhá. Đó, con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. Đấy, 170.000 cho một cái con massage như này. Các bác lên cho em đó là massage 8 bi nhá. Massage 8 bi, giá của nó sẽ là 170.000. 170.000 cho một em massage 8 bi như này. Em này thì khá là tiện dụng để cho các bác đeo ô tô này hoặc là đeo lên cái ghế làm việc của mình ấy. Bác nào có ghế làm việc thì mình có thể đeo lên để mình thư giãn rất là tốt luôn. Thì có một con nguồn cắm điện trực tiếp và một con nguồn cắm tẩu ô tô. Thì nó sẽ có hai con nguồn như này. Các bác dùng rất là tiện. Thích cắm tẩu ô tô thì cắm, mà thích cắm nguồn trực tiếp thì cắm, thì tùy theo cái nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Lên thì em là massage 8 bi nhá. 8 bi. Giá của nó sẽ là 170.000 thôi. 170.000 cho một con massage như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop có một số cái mã thanh lý tiếp theo, đó là cái hũ gia vị nhá, hũ gia vị. Con này thì bên shop cái này là xay tiêu nhá. Đấy. Thì lỗi các bác, con này nó sẽ là xay tiêu. Thì các bác dùng để xay tiêu, xay cà phê, chủ yếu là xay tiêu thôi. Đấy, xay tiêu là ok nhá. Đấy, con này các bác dùng chuyên để xay tiêu cho em. Con này đang bán bao nhiêu? Hả? Con này đang bán 50.000, đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 30.000 cho một con hũ xay tiêu này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con hũ này, các bác cho tiêu vào cái phần thủy tinh này cho em. Đấy, cho tiêu thủy tinh này, sau khi nào các bác dùng thì các bác dốc ngược lên cho em nhé, dốc ngược lên cho em, sau đó thì các bác xoay cái phần inox này. Đấy, xoay đi xoay lại cái phần inox này là tiêu nó sẽ rơi trong cái nắp này, các bác dùng thôi, rất là tiện. Xay tiêu nhá, thanh lý nốt cho bác giá 30k một chiếc, em còn 5-6 chiếc nữa. Thanh lý nốt cho các bác, lên mã giúp cho em đó là xay tiêu này. Xay tiêu giá của nó sẽ là 30k nhá, em còn 4-5 cái nữa, 5-6 cái nữa thanh lý nốt cho bác giá ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm, đó là cái khăn bếp nhá. Đấy, các bác lên giúp cho em đó là khăn bếp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một bịch như này. Một bịch này 10 chiếc cuối năm rồi. Các bác dùng để mình sử dụng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, lau giáp rất là tiện. Một bịch này là 10 chiếc luôn. Đấy, 10 chiếc như này. Hàng to dày dẫn. Đấy, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa. Vân vân và vân vân. Đấy, một bịch của nó là 10 chiếc luôn. Đấy, combo cho các bác một bịch là 10 chiếc như này mà giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Các bác lên máy giúp cho em đó là khăn bếp nhá. Đấy, lên cho em là khăn bếp này. Đó, khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trên một bịch 10 cái nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái găng tay lao động, thì có màu xanh, màu đen, màu ghi, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay có cái độ co giãn cực kỳ là tốt luôn. Đấy, có độ co giãn, độ đàn hồi rất là tốt, thì các bác có thể dùng để mình đây, đấy, rất là ôm tay nhá. Đấy, dùng các bác có thể cầm bút viết thoải mái luôn, cầm bút viết thoải mái các bác này. Lên cho em là găng tay lao động nhá. Bên shop bán theo combo nhá. 5 chiếc thì giá của nó 5 đôi. 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 40k cho 5 đôi. Và một hộp một bịch của nó là 12 đôi. Giá thì chỉ còn cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho một bịch 12 đôi. Đấy, nếu các bác mua cả một bịch như này là 12 đôi thì rất là rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 12 đôi dùng quanh năm ngày tháng luôn, dùng từ năm nọ sang năm kia luôn mà giá chỉ có 70.000 thôi. Còn các bác mua lẻ thì chấp nhận là 40.000 cho 5 đôi nhá. 40.000 cho 5 đôi. Giá thì nói chung là cũng là khá là hợp lý cho các bác rồi. Để các bác có thể mua để mình sử dụng trong cái công việc hàng ngày, dọn dẹp rồi vệ sinh rồi, nói chung là đa di năng được hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ mũi khoan đỏ nhá. Đấy, bộ mũi khoan đỏ. Bên shop về cho bác cái mũi khoan đỏ nhá. Một hộp này thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 mũi. Thì nó sẽ có cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Vừa là khoan vừa là tazogen luôn. Đấy, đây nó sẽ là cái mũi để tạo gen này. Đấy, vừa là mũi khoan vừa tazogen luôn. Thì ở đây của nó sẽ là một bộ như này, bao gồm 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen. Mũi khoan tháp của nó thì có 412, 420 và 432. Đấy, và chất liệu của nó là thép gió phủ titan. Các bác dùng thì rất là bền và tiện ích, dùng để khoan được mọi cái kích thước. Đấy, to nhất của nó sẽ là 432, tức là 3/2, dùng nó rất là tiện. Lên cho em đó là mũi khoan đỏ nhá, mũi khoan đỏ. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ. Hộp
mũi khoan đỏ, giá của nó sẽ là 110k nhé, 110.000 cho một cái hộp mũi khoan đỏ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ và ví da bò. Đó. Nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đấy, đầu tiên là sẽ là thắt lưng này. Thắt lưng thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó. Có màu đen màu nâu. Đấy, mặt của nó là mặt trắng gương bóng siêu đẹp luôn nhá. Mặt trắng gương bóng rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một chiếc thắt lưng da bò như này. 190.000 chiếc các bác này. Đấy, mặt trắng gương cực kỳ đẹp luôn. Hàng nó sẽ là hàng con lăn rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò tự nhiên nguyên miếng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ. Đây, made in USA các bác này. Đấy, made in USA, hàng của Mỹ chữ dập chìm luôn. 100% da bò tự nhiên, về nhà các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Lấy máy lửa đốt thoải mái cho em nhé. Hàng về thì sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Có hai màu cho các bác lựa chọn, màu đen và màu nâu. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Dùng thì chỉ có lì đi thôi, không bao giờ biết đến hỏng nhá. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Đấy, và kích thước thì nó sẽ là từ 1m1 đến 1m3 tùy theo thớ của cái thắt lưng, nhưng mà đa số nó sẽ là vào khoảng 1m2 nhá, vào một khoảng 1m2. Hàng made in Japan cho các bác này. Mặt cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chiều dài của nó thì từ 1m2 đến 1m3. Đấy, 1m1 đến 1m3 cho nó chính xác. Đó, mặt tráng gương siêu đẹp, đúc liền. Và của nó là dạng con lăn như này, dạng con lăn như này. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Giá sẽ là 190.000 một chiếc nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái ví da bò này. Đấy, ví da bò thì nó sẽ cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, giá thì sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. Hàng của Mỹ này, made in USA các bác này. Đấy. Dòng này của nó thì các bác có thể xoắn gập này, xoắn gập thoải mái luôn. Đấy, đốt thoải mái nhá, các bác cứ đốt trực tiếp vào đây cho em. Đấy. Ví da bò thì bỏ ra nó sẽ lại về cái phần da như này luôn. Đó. Con này các bác dùng thoải mái luôn. Cào cấu rồi nói chung là đây. Em này cào này các bác này. Đấy, không hề hấn gì nhá. Chất da của nó rất là lì luôn các bác này. Đấy. Cào nó chỉ có lì như này thôi. Không bao giờ lo vấn đề gì nhá. Các bác theo ông đây. Đấy, em cào và sát vào như này. Rất ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con thắt lưng da bò như này. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đem mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò. Giá sẽ là 120.000 cho một chiếc như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chảo ốp la. Đây. Các bác lên cho em là chảo ốp la. Đấy. Chảo ốp la các bác này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là một con chảo chuyên để các bác tránh trứng này, ốp trứng hoặc là chảo ốp trứng này, hoặc là các bác làm bánh làm biếc đều ok hết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn một cái quai, về nhà có sẵn ốc rồi, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con chảo ốp la như này thôi. Các bác lên cho em là chảo ốp la nhá. Đây, có sẵn này, các bác thì chỉ cần xoáy ốc ra lắp cho em cái quai này vào là xong. Quai bằng nhựa đặc này, bằng nhựa đặc này. Và chảo có tráng đá chống dính nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai phần trái tim và hai phần tròn như này. Các bác có thể dùng để làm bánh, làm kẹo này, rồi nói chung là dùng đa di năng được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là một cái chảo như này. Một cái chảo như này chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là chảo ốp la nhá. Chảo ốp la. Giá của nó sẽ là 80k trong chiếc chảo ốp la như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Nhật nhá. Qua lên cho em là kem đánh răng Nhật. Con này thì giá sẽ là 60.000 cho một cái hộp kem đánh răng Nhật như này. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên đai như này nhá, nguyên đai như này. Đấy, thì khi có khi em vận chuyển thì nó sẽ bị bọt thì nó rách ra thôi, chứ còn hàng nguyên đai nguyên kiện. Và con này của nó thì nó sẽ không có niêm phong đâu nhá. Đấy, nó sẽ không có niêm phong, cho nên là các bác về là các bác cứ thế dùng thôi, không lại bảo là em bóc niêm phong thì nó mất hay đi. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 trong hộp kem đánh răng Nhật như này, 170g. Hàng thì bằng hàng Việt Nam nhưng mà chất lượng Nhật nhá. Hàng made in Japan cho bác luôn. Mã tem, mã vạch, mã code đàng hoàng, 170g. Made in Japan qua này. Đó. Và con này thì chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đây. Đấy, viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng là dùng là khỏi hết nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kem đánh răng Nhật nhá. Kem đánh răng Nhật giá sẽ là 60k cho một tip như này. 60k cho một tip kem đánh răng Nhật như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn bắt muỗi nhá. Đấy, đèn bắt muỗi. Các bác lên cho em là đèn bắt muỗi. Con này thì rất là tiện để cho các bác dùng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, 120.000. Mẫu này là mẫu to. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, và bật công tắc lên thì nó sẽ có cái đèn hồng ngoại lên này. Đấy. Và con muỗi nó sẽ bay vào cái này và nó sẽ bị chập, đúng như là bị chập ở cái vật muỗi thôi, đúng như chập ở cái vật muỗi nhá.
Đấy, và vừa các bác vừa làm điện ngủ này, các bác có thể để gầm giường này hoặc là đeo lên được, đeo lên tùy theo. Chỗ nào lắm muỗi thì các bác cắm vào cho em là nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh đèn hồng ngoại này, và con muỗi sẽ bị thu hút bởi ánh đèn hồng ngoại này và nó sẽ nổ tanh tách, nó chết các bác nhá. Nó cũng đúng như là cái vật muỗi thôi, nhưng mà con này thì nó sẽ là dòng tự động. Các bác cắm điện cho em thì vừa là chức năng làm đèn ngủ này, vừa làm đèn bắt muỗi luôn, nó rất là tiện ích, hai chức năng luôn đó. Và hàng này thì rất là tiện luôn, cắm lên nó sẽ là cái tia hồng ngoại như này. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k. Trước em có mẫu 90.000 thì là mẫu bé, mẫu này mẫu to có công tắc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn hai đầu. Con này thì bên shop đã có cái video test rồi. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn hai đầu siêu tiện ích cho các bác luôn. Đó, một con đèn hai đầu siêu tiện ích. Ném cho anh cái mấy cái món này đây. Một con đèn hai đầu siêu tiện ích như này các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cáp sạc này. Đấy, một cáp sạc như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu như này. Đấy, cái pha của nó thì rất là giỏi luôn. Đây này các bác này. Đấy, các bác thấy không đây? Đây em đang giỏi ở kho nhà em này. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy. Con này thì độ dọi xa của nó thì từ 800 đến 1200m, em đã có video test ban đêm rồi cho nên em quay nhanh thôi. Đấy, và ở đây nó sẽ có thêm cho các bác là một con đèn như này. Đấy, đèn pha nhấp nháy các kiểu con này đều luôn, cảnh báo luôn nhá. Đấy, rất là tiện ích nhá. Và đây nó sẽ có thêm cho các bác một con đèn bên hông này nữa này. Đấy, rất là nhiều đèn luôn. Và hai đầu có bọc cao su non chống trơn trượt rồi chống va đập rất là tốt luôn. Hàng của Nhật này, made in Japan này. Độ xa từ 800-1200m. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá một con đèn hai đầu như này, giá chỉ có 260.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Bác dùng để mình đi soi đi dọi bắt chim bắt cá rồi đi biển cũng rất là ok. Đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu giá sẽ là 260k nhá, 260.000 con đèn hai đầu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn này. Các bác lên xem là găng tay thức ăn nhá, một con găng tay thức ăn như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là khoảng là từ 80 đến 100 chiếc nhá. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chuyên là các bác dùng để mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy, cỡ của nó thì khá là phổ thông. Đấy, tay nam tay nữ đều dùng được hết nhá. Và khi mà con này các bác đeo vào thì thứ nhất là nó rất là ôm tay này, thứ hai là rất là dai nhá. Rất là dai. Đấy, ôm tay này dai như này các bác này. Thì dùng nó rất là thích. Đấy, rất là vừa vặn dai nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Rất là dai luôn. Dùng nó rất là đã. Đấy, các bác có thể dùng để mình làm thực phẩm, làm thức ăn này, bóp nem, bóp nộm rồi nói chung là dùng để dọn vệ sinh, rất là đa di năng luôn. Đấy, một con găng tay thức ăn như này, một hộp thì từ 80 đến 100 cái nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Nên cho em là găng tay thức ăn 25k một hộp như này, 100 chiếc, 80 100 chiếc thoải mái các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn thần tài nhá. Đấy, lô này về thì nó lại là màu xanh như này. Có lô màu xanh, có lô màu đỏ, có lô màu xanh, có lô màu đỏ, có lô màu nâu nhá. Đấy thì hàng về ngẫu nhiên, bên em gửi ngẫu nhiên. Trước khi dùng thì các bác bật cho em công tắc này lên này, sau bác vỗ vào đây này là nó sẽ lên, vỗ nó tắt này, vỗ lên vỗ tắt này. Trước khi dùng nhá, em hướng dẫn sử dụng luôn, các bác nghe cho kỹ nhá. Trước khi dùng nhá thì bật cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó thì vỗ là nó sẽ lên này, vỗ nó tắt này. Đấy, vỗ lên vỗ tắt này. Và con này có cả điều chỉnh cả chiết áp luôn. Hàng rất chất lượng cho các bác nhá, dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 60k. Vỗ này lên, vỗ này tắt, nhưng mà phải bật cái công tắc này lên đã. Đèn báo lên, vỗ. Đấy. Đèn báo lên nhá, đèn báo lên và vỗ. Đấy, rất đơn giản thôi. Vỗ lên vỗ tắt. Giá thì chỉ có cho bác là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Rất tiện ích, dễ sử dụng, chiều cao khoảng 20cm. Đèn thần tài, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, công suất của nó là 0.4W nhá. Đèn thần tài này. Đèn thần tài, giá sẽ là đèn thần tài 60k một chiếc nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Lên mã giúp cho em là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp đo nhịp tim 260.000. Con này các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì nó bán cho bác khoảng 5-600.000 nhá. 5-600.000. Bên em bán 260.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em, 1 2 3 4 viên pin. 4 viên pin con thỏ nhỏ nhá, 4 viên con thỏ nhỏ. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Về nhà thì rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, lắp vào là mình sử dụng thôi, bật nguồn lên là mình sử dụng này. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Các bác nào mà hay bị huyết áp cao, huyết áp thấp rồi nói chung là các vấn đề về tim mạch, huyết áp thì các bác dùng con này cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 260.000 thôi nhá. 260k trong con máy đo huyết áp như này. Bình thường thì các bác ra ngoài hiệu thuốc mua nó sẽ bán cho bác khoảng 450-500k nha. Thì bên em bán 260.000 bao ship cho các bác luôn. Các bác nên mua, rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con máy sấy đũa nhá. Lên mã giúp cho nó là máy sấy đũa. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vệ sinh đũa. Đấy, đũa khi mà các bác dùng rửa ráy xong thì mùa này nó sẽ là nồm ẩm, hoặc là các bác dùng quanh năm được. Để mình vệ sinh cái đũa của mình ăn uống cho nó sạch sẽ. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay đựng nước này. Khay này đựng nước này, các bác rút ra thì nó sẽ là khay đựng nước như này. Các bác rút ra đổ đi cho em.
rất là tiện ích thôi. Đấy, và đây thì nó sẽ là một con máy nha. Các bác chỉ cần mở nắp lên này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán nhá, một cái miếng dán. Đấy, đầy đủ, và có cho các bác là mấy cái móc như này để các bác khi các bác dán lên thì mình đeo cái móc và dí đít này cho này. Đấy, để mình treo đồ này, rất là tiện ích luôn. Đầy đủ phụ kiện cho các bác. Và khi các bác cắm vào cái các bác cắm giúp cho em vào cái đầu ấy nhá, cắm giúp em vào cái đầu củ sạc điện thoại nhà mình là xong. Đó, dùng chuyên dùng để sấy đũa rất là tiện ích. Sấy đũa rồi vệ sinh đũa thì các bác rất là tiện ích luôn. Lên cho em là máy sấy đũa. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con máy sấy đũa như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bác nhá, đầu tiên thì mình sẽ dán lên tường này. Đấy, dán lên tường treo lên, sau đó thì các bác cắm vào. Đấy, rồi mình cắm đũa cắm bát vào cho em, sau đó thì mình sấy thôi. Đấy, nó sẽ có tia hồng ngoại giúp cho các bác sấy sạch khô thìa đũa, rất là tiện ích nhá. Đó, các bác theo, dán lên này, treo lên, cắm điện vào bật lên. Rất tiện ích luôn. Đấy, thì vừa là khử khuẩn vừa là sấy khô luôn, rất tiện ích nhá. Khử khuẩn sấy khô, rất tiện ích. Đấy, nó sấy bằng tia UV nhá, bằng tia UV diệt khuẩn rất là tốt luôn. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, các bác nên mua dùng, nó rất là tiện ích và an toàn. Hello, chào các bác nhá. Bên em thì ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Ship hàng toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bỏ tranh cái biển. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bàn là mini nhá, bàn là mini. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bàn là rất là tiện ích luôn. Các bác có thể mang đi du lịch này, đấy, đi mang đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều được hết. Đó, hàng thì rất là tiện ích này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có độ gấp gọn như này. Khi các bác gấp thì nó rất là gọn. Đấy, gấp rất là gọn. Mang đi mang lại nó rất là tiện luôn. Đó. Hàng thì hàng của Nhật nhá, sử dụng điện 110 đến 220V, các bác sử dụng điện 120 thoải mái luôn. Các bác về các bác tháo cái nắp này ra cho em này. Đấy, và tháo cái lẫy này ra. Mình cho nước vào đây, cho nước vào cái lỗ này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, có cả hơi nước cho bác luôn. Cái phần gang này của nó rất là dày, độ nóng rất là nhanh và dùng thì rất là thích. Và hàng này thì nó sẽ là hàng mini nhưng mà đầy đủ luôn. Có điều chỉnh tăng giảm này, có điều chỉnh tăng giảm nhá. Đấy, có hơi nước này. Rồi dây của nó là dây vải dài khoảng 1,5 m đến 2 m nhá. Rất là đầy đủ các cái chức năng, tính năng trong một cái con bàn là mini hơi nước như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135k thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135.000. Đó. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy không? Bàn là mini được không? Bàn là mini. Bàn là mini giá sẽ là 135k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác các dòng sản phẩm. Đó là cái kìm bấm cúc nhá. Ở đây thì các bác khi các bác nhận được hàng thì sẽ là một kìm bấm này, một cái bộ cúc đầy đủ combo cho các bác như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, bấm cúc áo rồi, nói chung là đa di năng luôn. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, khi mình bấm thì bấm vào nó như này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn cúc kiếc cho các bác đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cái bộ cúc như này, các bác chỉ cần lắp vào cho em này, sau đó thì mình sẽ bấm vào này. Đấy, mình bấm vào quần, bấm vào áo này. Khi quần khi áo các bác chỉ cần bấm vào cho em là xong. Đó. Bấm vào. Đó, thì nó rất là tiện này. Quần áo, chăn màn rồi các cái gì mình cần thì mình bấm vào cho em, nó rất là tiện luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng, chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đặt vào. Đấy, bấm khi quần khi áo rồi chăn màn rồi nói chung là cái gì cần thì mình bấm vào cho em, rất là tiện luôn. Khi quần khi áo, đấy, cúc quần, cúc áo đều được hết nhá. Giá rất là vừa phải, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng A nhé. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một cái bộ sạc dự phòng A như này, bao gồm cho các bác là một cáp sạc, một cục sạc này và một dây nhé. Đấy, một dây sạc này. Và có cả cái bộ dây cho bác luôn. Bao gồm cho các bác là 3 dây cho 3 loại điện thoại nhé. Samsung, iPhone, Type-C này. Và một cái chân sạc to này là sạc USB sạc vào này. Hoặc có một cái dây sạc nhỏ cho các bác như này. Hàng thì công suất của nó sẽ là 20.000 mAh nhé. 20.000 mAh. Và giá của nó sẽ là 230.000 nhé. 230.000. Đây, hàng này của thương hiệu Takasio, Made in Japan nhé. Đấy, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, đây. Dung lượng pin của nó này, 20.000 mAh này. Con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, ví dụ như các bác hay đi du lịch, đi học, đi làm, hoặc là dùng điện thoại hay bị hết pin, hoặc các bác cần dự phòng, các bác dùng con này cho em, rất là tiện. Đấy,
các bác chỉ cần mang cái cục này đi là sử dụng được hết rồi, có thể cắm vào chân sạc đa di năng được hết nhá. Đấy, nó có đủ các loại chân, mình không cần phải mang thêm dây dạ làng hoàng nữa. Lên cho em là sạc dự phòng A nhé, sạc dự phòng A, giá của nó sẽ là 230k. Đấy, lên cho em là sạc dự phòng A 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm, đó là cái ghế hơi như này. Đấy, các bác lên cho em là ghế hơi nhá. Đấy, thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một cái ghế to và một cái ghế nhỏ như này. Đấy, một cái ghế to và một ghế nhỏ như này. Và kích thước của con ghế to này thì sẽ là 1m16 này nhân 98 nhân 83 nhá. 1m16 nhân 98 nhân 83. Còn con nhỏ này thì sẽ là 62 nhân 31 nhá. 62 nhân 31. Đó. Chiều cao của nó là 1m16 luôn. Đấy. Đây. Và chiều rộng là 98 này và chiều ngang là 83 nhá. Rất là rộng luôn. Người ngồi lên thoải mái nhá. Lên cho em là ghế hơi, giá sẽ là 370.000 nhá. 370k. 370.000 một cái bộ ghế hơi như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi bơm lên thì nó sẽ rất là to như này. Các bác có thể dùng thoải mái luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ lộn, rất là êm và ấm nhá. Mặt dưới của nó thì nó sẽ là cao su để nó chứa hơi các bạn, rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng luôn. Đó, hai người ngồi thoải mái luôn các bạn. Giá thì chỉ có 350.000 thôi. Đó, trước em đang bán là 370, đặt này về cho các bác cái giá tốt luôn. Chỉ có 350.000 thôi. Đây các bác này. Đấy, ngồi rất là thoải mái luôn các bác theo. Đấy. Rất tiện ích nhá. Giá chỉ có 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Về nhà các bác có thể dùng để nằm, để xem tivi này, nghe nhạc này. Rất là tiện ích luôn nhá. Giá chỉ có 350k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên cho em là cốc tự khuấy này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cái cốc tự khuấy như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Bỏ cho anh hai cái viên pin bé. Đấy, con này thì nó sử dụng hai cái viên pin con thỏ nhỏ nhá. Đây có mà. Đấy. Giá thì bên shop bán là sẽ không bao gồm pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin, các bác lắp vào cho em thôi. Hai quả pin con thỏ nhỏ như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đây các bác nhá. Đây nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường này. Đấy các bác chỉ cần cái hạt nam châm này thì các bác có thể lấy ra để mình rửa vệ sinh được nhá. Đấy, sau đó thì mình thả vào nó sẽ luôn luôn là dính vào giữa này. Đấy. Cho nước, cho cà phê và nó sẽ tự khuấy rất là ngon các bác. Khuấy đảo chiều rất là ngon để cho các bác pha cà phê, pha các loại hạt đều được nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000, không có pin nhá. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em và khi các bác vệ sinh thì mình tránh cho cái phần pin này nó tiếp xúc với nước là ok nhá. Đấy, các bác vệ sinh thì mình chỉ vệ sinh bên ngoài và bên trong thôi. Bên ngoài thì bằng nhựa rất là đẹp và bên trong bằng inox 304 và nắp thì chỉ có gioăng nhá. Nắp có gioăng như này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k. 90k cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi lông phớt trần nhá. Giá thì sẽ là 55.000 một chiếc. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một chổi và một cái cán như này. Các bác có thể mua về để mình dọn dẹp vệ sinh nhà đón Tết này. Đấy, về nhà các bác lắp vào cho em. Cái chiều dài của nó thì từ 2m2 đến 2m8 nhá. 2m2 đến 2m8. Đấy, có lô thì dài tới 2m8 luôn, các bác có thể gấp vào như này. Đấy, và có thể tùy chỉnh được. Kéo dài thì nó sẽ ra khoảng từ 2m4 đến 2m8 các bác này. Rất là dài luôn. Các bác có thể dùng để mình phớt trần này, vệ sinh lau chùi rất là tiện ích. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 55.000 thôi. Các bác có thể cho vào như này để mình dùng này, hoặc là bác nào cẩn thận hơn thì mình có thể tháo ra, gấp gọn vào cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là một cái bộ chổi lông phớt trần như này chỉ có 55.000 thôi. Lên cho em là chổi lông phớt trần này, chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cọ nồi nhá, cọ nồi. Con này thì giá chỉ có 15k một cái thôi. 15k cho một cái cọ nồi như này các bác này. Đấy, 15.000 và 40.000 ba chiếc. Đây, về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra, cho em cái dầu rửa bát vào đây, sau đó thì mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái giọng lưới như này, khi các bác dùng thì không sợ bị bong, bị bật ra ngoài nhá. Nó không như cái bú rác truyền thống. Và các bác nào mà bị dị ứng với các cái loại nước rửa bát thì dùng con này rất là tiện. Mình không cần phải động tay vào đâu. Mùa đông lạnh thì các bác chỉ cần là trà cọ rửa này, sau đó thì mình xả nước đi là xong. Rất tiện ích, giá sẽ là 15k, lên cho em là cọ nồi nhá. 15.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có 140.000 thôi. 140.000 cái bộ nồi 5 món như này. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm rất là tiện ích và nó độ dày của nó vừa phải, các bác có thể dùng để mình
đa di năng. Đấy, mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín thôi. Chứ còn cái này thì em không khuyến khích các bác là đun nấu, tại vì nó vừa phải thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 nồi, tất cả 5 nồi. Nồi nào vung đấy cho các bác luôn nhá. Nồi nào vung đấy này. Đây. Đấy, nồi nào vung đấy cho các bác này. Rất là tiện ích luôn nhá. Nồi nào là đi với vung đấy, rất là tiện ích luôn. Và có cho các bác là hẳn 5 cái nồi luôn. Đấy, đầu tiên là nồi to này. Đấy, nồi to này, sau đến cái nhỡ này. Đấy, đến cái nhỡ này, cái nhỏ hơn này. Đấy, nhỏ hơn nữa này. Đấy, và cái nhỏ nhất này. Các bác cứ sắp vào này cho em là xong. Đấy, cho nó nồi nào xếp vào vung đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn liếc đều ok hết nhá. Đấy, chế biến đồ ăn. Đấy, sau đó thì mình lại cất đi, nó rất là gọn. Bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Giá sẽ là 140.000. Bộ nồi 5 món này, 5 món. Giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọi là đựng các cái dòng nước uống, hoặc là nước lọc, hoặc là nói chung là đựng cái gì cũng được, nó rất là tiện. Con này thì chuyên dùng để đựng nước nguội thôi, chứ con này không giữ nhiệt được đâu các bác nhá. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là bình 20 nhá. Bình 20. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, giá sẽ là 80k cho một cái bình như này nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con bình như này, dung tích của nó là 2 lít này. Các bác dùng để đựng nước lọc này, đựng nước uống, nước trà, các thứ đều ok hết nhá. Con này thì không có tính năng giữ nhiệt nhá. Đấy, bên trong bên ngoài đều bằng inox hết, sáng bóng đẹp. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một con bình như này nhá. Dung tích của nó là 2 lít này. Hàng của Nhật này, dung tích 2 lít, rất là ngon luôn. Inox sáng bóng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa nhá. Áo mưa đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng áo mưa choàng. Lên xem là áo mưa choàng, con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình mang đi xe máy. Đấy, nó có cả ấy đồng hàng nhá. Có cả cho các bác là những cái chắn nước như này. Chắn nước này rất tiện ích này. Đấy, con áo mưa choàng như này. Bình thường nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác 150, hôm nay bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 cho một con áo mưa choàng này thôi nhá. 100.000. Hàng áo mưa to nhá. Công ty áo mưa Thành Nam. Hàng loại này là loại to nhá. Loại to cho các bác luôn. Đó. Có cả mũ này, đấy, có cả mũ miếc cho các bác luôn nhá, đầy đủ luôn. Có cả cái kính phản quang này, rồi có cả nhìn kính, nhìn gương đầy đủ như trên hình như này. Mà giá chỉ có 100k thôi. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 170 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đây nó sẽ là một cái cân vừa sinh để các bác có thể dùng để mình gọi là cân đồ trong bếp nhá. Đồ trong bếp. Dòng này thì lô này về thì lại có kèm pin cho các bác luôn. Có lô thì sẽ có pin, mà có lô thì không có pin. Đấy, lô này thì có kèm pin cho các bác nhá. Đó, thì cái này nó về theo lô. Có lô thì có pin, có lô thì không. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân và có tính năng trừ bì. Các bác dùng trong nhà bếp thì rất là ok. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con cân 5kg như này. Đấy, các bác bật lên cho em nhé. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, đây, đặt lên đây mình cân các bác này. Đấy, các bác đặt lên đây mình cân này. Đấy, chế độ gam các bác này. Đấy, chế độ gam mình đang bật này. Em đặt cái cân này lên thì nó sẽ là 213g này. Sau đó thì các bác nhấn cái nút nguồn này thì nó lại về không. Và các bác lại tiếp tục cân được nhá. Lại tiếp tục cân này. Đấy, cái này thì nó sẽ là cái cốc tự khuấy này sẽ là 313g này. Đấy, các bác bỏ ra thì nó lại về không nhá. Về không. Đấy, và các bác bỏ ra phát nữa thì nó lại về cái cân của nó. Và các bác nhấn nút nguồn này nó lại về không. Tóm lại là con này có tính năng trừ bì. Thì các bác có thể dùng để mình cân đong đồ trong bếp rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái con cân như này, giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Cân 5, cân được 5kg. 5kg, giá sẽ là 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Bên em ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và ship code toàn quốc dưới 200.000, vui lòng cộng cho em thêm 30.000, 20.000 ship đấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì các bác cứ dùng cho em là 1 tháng 1 viên là ok. Đó. Đa số là các bác dùng thì có thể là 1 tháng hoặc hơn 1 tháng thì các bác dùng cho em là một túi này là dùng 1 năm là ok. Các bác cứ thả cái viên này vào cái bồn cầu là nó sẽ nước nó sẽ ra màu xanh. Thì chức năng của nó thứ nhất là tẩy sạch. Đấy. Thứ nhất là tẩy sạch, thứ hai là diệt khuẩn và thứ ba là thơm nhá. Đấy. Thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch nhá. Thứ hai là diệt khuẩn này và thứ ba là thơm. Giá thì chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái
túi xả thả bồn cầu này, lên theo là túi thả bồn cầu 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đấy, bộ 6 hũ gia vị. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá như này và bao gồm cho các bác là 6 hũ nhá, 6 hũ, một cái giá xoay như này và có kèm cho các bác là 6 hũ như này. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 6 cái hũ. 6 hũ như này thì rất là tiện. Các bác có thể là để mình đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái loại hạt các bác cho vào đây cho em. Đó, vào đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lỗ nhỏ này, lỗ to và lỗ to hẳn luôn. Ba loại lỗ này thì rất là tiện. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dẫn, bền bỉ và chắc chắn. Cái nắp của nó bằng inox như này và có thể xoay như này. Các bác cho vào cho em là rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, 6 hũ gia vị này. 6 hũ gia vị, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 thì cái bộ 6 hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác rồi, bỏ trong cái quyển sách. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao đen nhá. Bao nhiêu nhỉ? Lên theo là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, rất là sắc luôn. Kéo này thì chức năng là cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này, mở nắp chai này, khui bia này, rất là đa di năng luôn nhá, và kéo rất là bén này. Tiếp theo là một cái liếc này. Cái liếc này thì để các bác mài dao, ngoài mài dao theo bộ này thì các bác có thể mài các loại dao khác đều ok. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là ba con dao. Thì nó sẽ có cho các bác là một con dao thái như này nhá, con dao thái như này. Con này thì con dao thái này thì cũng rất là sắc luôn các bạn này. Đấy, rất sắc luôn các bạn nhá. Rất sắc luôn. Cán của nó thì là bằng cán nhựa thôi nhá, cán bằng cán nhựa thôi nhưng mà rất là chắc, sắc liền thân các bạn nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đó, cán nhựa như này. Đấy, tiếp theo nó sẽ là có là một con dao thái bản to này và một con dao chặt. Thì con chặt này thì nó dày vừa phải thôi, cho nên các bác dùng để băm chặt nhẹ nhàng thì được nhá, chứ còn không chặt được mạnh đâu. Đấy, không chặt được đồ gì đâu. Đấy. Và dao rất là bén luôn nhá, dao rất bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn. Đấy, và con này thì con chặt, con này các bác chặt nhẹ nhàng hoặc là chặt gà cũng được, chặt gà được nhưng mà gà nhỏ thôi, còn gà to là không chặt được đâu các nhá. Đấy, gà nhỏ thôi. Dao rất là bén luôn các bác nhá. Đó, thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao này, ba dao một kéo và một ba dao một kéo và một rũa như này. Đấy, lên trên là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000 nhá. Bộ dao đen này, lên trên là bộ dao đen, bộ dao đen giá sẽ là 130k nhá, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt to đây. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân nhé. Con này thì nó sẽ là dòng dao chặt 1 cân này, hàng made in Japan bác này. Đấy, made in Japan. Con này thì dao chặt 1 cân. Đấy, nặng là 1 cân. Con này thì các bác dùng để chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều được hết. Bản của nó dày khoảng 5 ly nhá. Đấy, cán liền và chốt 3 đinh như này. Đấy, phần lưỡi này thì dài khoảng là 25 cm và tổng thể chiều dao, chiều dài của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất là nặng luôn, nặng khoảng 1 kg nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 cân, dao 1 kg. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230k nhá, 230.000. Đó, lên cho em là dao 1 cân, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Đấy, thì các bác mua về để mình cạo râu, vệ sinh mặt có nhá. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, 30 lưỡi như này và kèm một bàn cạo và một lọ kem. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và 30 lưỡi như này nhá. 30 lưỡi như này. Giá thì chỉ có 60 cành thôi. Lưỡi của nó là lưỡi kép nhá, lưỡi kép. Dùng thì cực kỳ là sắc bén luôn, sắc bén luôn. Các bác dùng để mình cạo râu, vệ sinh cạo râu và vệ sinh mặt. Đấy. Thì rất là ok, giá rất hợp lý thôi. Một cái bộ lưỡi kem như này mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 30.000 thôi nhá. 60.000. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một bàn cạo một 30 lưỡi, một bàn cạo một hộp kem. Đấy, mà giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy. Lên theo là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đấy, cả lưỡi cả kem luôn. Giá sẽ là 60k. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sách các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ màu như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình. Đây, đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là màu sáp, màu nước, màu bột, màu chì, rồi tẩy, rồi gọt bút, rồi đa di năng luôn. Đấy, lên cho em là bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt rất đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá sẽ là 130.000 cho cái bộ màu vịt như này nhá. Đấy, màu bột này, màu sáp, màu nước, màu chì, tất cả các loại màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000. Hàng nguyên trong cái hộp gỗ như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các
bé nhà mình rất là ok. Lên cho em là màu vịt nhá. Đấy, màu vịt giá sẽ là 130k. 130.000 cho cái bộ màu vịt thế này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sợi thủy tinh 7 màu nhá. Đũa sợi thủy tinh 7 màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Đợt này về cho bác giá tốt chỉ còn là 60.000 cho một cái vỉ đũa sợi thủy tinh 7 màu như này nhá. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu. Nó rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó là bao gồm là 5 đôi, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì rất là tốt luôn. Một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đấy, một hộp là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là một vỉ như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một vỉ đũa như này. Đấy, đũa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu nhiệt độ cao. Lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đũa 7 màu giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60k cho một vỉ đũa 7 màu như này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái đũa Nhật cao cấp đây. Lên cho em là đũa cô gái nhá. Đũa cô gái. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi, 10 đôi. Đấy, cũng là được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Hàng đũa cô gái Nhật nhá. Giá sẽ là 50k. 50k cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này. Lên cho em là đũa cô gái Nhật, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia xiên hoa quả nhá. Đấy, thì một vỉ này của nó, một hộp này sẽ là bao gồm là 10 chiếc nhá. Hộp này sẽ là 10 chiếc như này. Hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Winling hay người của Đức đây. Đấy, hàng thương hiệu Winling hay người của Đức này. Một vỉ này của nó sẽ là 10 chiếc. Đấy, một hộp này là 10 chiếc và giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Các bác có thể mua để mình ăn hoa quả thì mình xiên vào nó rất là tiện để mình dùng ăn hoa quả nhá. Dùng ăn hoa quả rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả một hộp như này của nó là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 trong hộp 10 chiếc như này. Lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp bao gồm 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Qua lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi. Con này thì chức năng của nó là đuổi muỗi. Về nhà thì các bác xoáy cho em cả đèn cả tinh dầu vào. Đấy, tinh dầu các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, chức năng của nó giúp cho các bác là đuổi muỗi nhá. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác một cái lọ tinh dầu như này. Các bác xoáy cái nắp trắng này vứt đi, sau đó thì xoáy vào đây cho em và bật công tắc lên. Đấy, dây của nó thì có thể là rút ra hoặc đưa vào được nhá. Đấy, một cái bộ đèn tinh dầu đuổi muỗi như này. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu luôn nhá. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu. Và hết thì các bác có thể mua thêm tinh dầu bên em có bán sẵn cho bác luôn. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đèn tinh dầu đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là đèn tinh dầu muỗi nhá. Đèn tinh dầu muỗi giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái bộ đèn tinh dầu muỗi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen, các bác lên mã giúp cho em đó là gen con nhiệt nhá. 50.000 cho một cái hộp gen con nhiệt như này. Hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu. 328 đầu này, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là gen con nhiệt 328 đầu, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác. Các bác có thể sử dụng trực tiếp đấy, đấu dây điện là sau đó thì mình luồn vào và mình đốt đi là nó sẽ sun vào, nó sẽ rất là chắc chắn và bền bỉ cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một hộp bao gồm 328 đầu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lấy dây tai đa năng nhá. Lên cho em là lấy dây tai đa năng thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 đầu luôn. Đấy, 6 đầu như này bằng inox 304 nhá, bao gồm cho các bác là 6 đầu lấy dây tai luôn. Rất là tiện, các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa xe mình sử dụng trực tiếp hoặc là để ở nhà. Đấy, rất là tiện. Lên cho em là lấy dây tai nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là lấy dái tai đa năng. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. 30.000 cho một cái bộ lấy dái tai đa năng như này. Rất tiện ích để các bác có thể sử dụng gọi là mình sử dụng trực tiếp khi mà mình mang đi hoặc là treo vào móc khóa, rất là tiện. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tay gọi cái này gọi là cái hít cửa nhé. Đấy, các bác đưa vào trong các cái cửa của mình, các cái tay nắm cửa của mình. Đó, và các bác khi mình đóng mở thì nó sẽ giảm chấn này, giảm chấn và nó sẽ hít vào. Nếu có gạch men là nó sẽ hít vào như này các bác này. Đấy, có gạch men nó sẽ hít như này thì nó sẽ giữ cho cái cửa của mình nó luôn là giữ. Đấy, rất là tiện. Và lên mã giúp cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k nhé. Đấy, 15k cho một chiếc hít cửa như này. Các lên cho em là hít cửa này,
Đó, hít cửa giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k trong cái hít cửa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo tỉa các bác này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Con này sẽ là 50.000. 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện luôn. Đấy, tỉa rất là ngon các bác. Đấy, cắt tỉa rất là ngon luôn nhá. Đấy, các bác dùng tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 5 khay và nắp của nó là nắp nhựa này. Nắp của nó là nắp nhựa. Khay nào nắp đấy các bác, khay nào nắp đấy, rất là tiện luôn. Đó, đây. Hàng thì cũng tương đối là khuôn sinh để các bác có thể sử dụng đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhá, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Bộ của nó sẽ bao gồm là 5 khay như này, 1 2 3 4 5. 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đó. Khay nào thì nắp đấy luôn. Nắp của nó là nắp bằng nhựa như này. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong tủ lạnh các thứ rất là ok. Đấy. 5 khay inox siêu mỏng nhá, 5 khay inox siêu mỏng. Giá của nó khay inox siêu mỏng này, khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín để trong tủ lạnh hoặc để ngoài đều ok hết. Giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bên em thì gọi là ship hàng toàn quốc luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 20.000 tiền ship nữa nhá. Cộng em 20.000 tiền ship nữa. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là kia mắc treo quần áo nhá. Đấy, các bác lên cho em là mắc gỗ này, mắc áo gỗ. Đấy, lên cho em là mắc áo gỗ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một cái mắc áo gỗ như này nhá. Lên cho em là mắc áo gỗ 40k. Cái này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái sắt thế này và nó có sẵn lỗ rồi. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cái gen này cho em xong này. Xoáy cái lỗ này để mình treo quần áo, treo đồ. Đấy, con này thì đa di năng luôn. Ngoài treo quần, treo áo thì các bác có thể treo đồ đàn các thứ. Đấy, mình treo lên cửa sổ này, sau đó thì mình có thể treo lên vào những cái mắc này, nó rất là tiện. Lên cho em là mắc gỗ nhá, mắc gỗ. Giá sẽ là 40.000. Đó. Mắc gỗ này. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái mắc gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là kệ góc vuông nhá, kệ góc vuông. Đấy, kệ góc thì cái này các bác về nhà các bác cắt đôi cái tấm dán này ra, đấy, cắt đôi tấm dán này ra cho em, sau đó thì mình sẽ treo vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, cái này thì em còn một ít nữa, thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá, thanh lý nốt cho bác cái giá đó là 40.000 cho một cái kệ góc này thôi. Giá chỉ có 40k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kệ góc, giá sẽ là 40.000. Đó, kệ góc này. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc. 40.000 cho một chiếc kệ góc như này nhá. Giá thanh lý cho các bác nhá. Nó chỉ có một cái móc dán như này thôi, về nhà các bác cắt ra làm đôi sau đó thì mình treo vào cho em nhá. Treo vào cho em là ok. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái kệ như này. Đấy, về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra cho em này. Đó, sau đó thì mình treo lên tường cho em. Nó rất là tiện luôn. Đó. Các bác có thể để rất là nhiều đồ đàn được nhá. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết. Đấy, dán vào nó chịu được tương đối là nặng đấy, thì các bác để đồ là rất là sạch sẽ, xịt nước vào cũng ok. Đó, rất thoải mái luôn. Giá thì chỉ có 40.000, thanh lý cho bác giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu, giá thì sẽ là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Các bác có thể dùng để mình lấy dấu rồi đánh dấu các cái vật cũng đều ok đây các bác. Đấy, các bác nhấp này sẽ có dấu luôn. Đây. Đấy, đánh dấu trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết nhá. Đấy, trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết, rất là tiện. 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, các lên cho em là kìm bạc này, kìm bạc đầu bằng. Đó, kìm bạc đầu bằng như này. Đấy, con này thì sẽ là 180.000 cho con kìm bạc đầu bằng như này, rất là tiện ích cho bác luôn. Đấy, hoặc các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO nhá, kìm đầu bằng FO. Đấy, giá cái kìm FO của Nhật đây, dài 220mm, hai tức là 22 cm, hàng của Nhật này. Đấy, Japan đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là kìm đầu bằng FO 180.000 nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO 180.000 một con như này.
đa di năng cho các bác luôn. Đấy, con này thì dùng đa di năng nhá. Tuốt dây bấm cốt các thứ rồi cắt xoắn dây đều ok hết. Kìm bằng FO này, kìm FO. Giá sẽ là 180k cho cái kìm FO như này nhá, kìm bạc FO. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt inox nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chai xịt inox đa di năng như này. Các bác có thể dùng để mình xịt inox này rồi là xịt chống rỉ, chống han rỉ, chống sét các bác này. Đây các bác xịt lên cho em. Đấy, nó sẽ là một cái lớp inox trắng mỏng như này. Đấy, lên cho em là sơn inox nhá. Sơn inox giá sẽ là 80k. 80k cho một chai sơn inox như này nhá. Giá sẽ là 80k các bác này. 80.000 cho một chai sơn inox như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao như này. Đây nó sẽ là một cái khay rất là tiện ích để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hao cả. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn các bác, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả rất là ok. Đó, khi mở ra thì nó sẽ như này. Các bác có thể đựng hoa quả hoặc hấp bánh bao hoặc là chiên dùng để hấp đồ ăn rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái khay hấp bánh bao này thôi. Khay hấp bánh bao giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia các bác lên cho em là cà lê 8 đầu đa năng nhá. Cà lê 8 đầu bạc này. Đấy, 8 đầu bạc nó sẽ là màu bạc như này. Đó, cà lê 8 đầu bạc, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 130.000 cho một con cà lê 8 đầu bạc như này nhá. Hàng của thương hiệu Rama Shikensei các bác này. Đấy, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con cà lê 8 đầu bạc như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 8 đầu. Đấy, bên này thì 8, 10, 11, 13 và bên này thì sẽ là 13, 14, 17, 19. Đấy, rất là đa di năng cho bác luôn. 8 đầu như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho cái cà lê 8 đầu bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, vít đen trợ lực này. Con này thì giá sẽ là 60.000 cái bộ vít đen trợ lực như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. Mỗi đầu là một loại khác nhau nhá. Ba khe lục giác, mũi khế, hoa thị đầy đủ cho bác luôn. Đây các bác chỉ cần đút vào này cho em xong này. Đấy. Con này thì nó sẽ là có xoáy nhanh nhá. Đấy, thứ nhất là có xoáy nhanh, thứ hai có đảo chiều và thứ ba là có trợ lực rất là tốt luôn. Và các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn, có trợ lực thép CRV. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con tô vít như này thôi. Đấy, lên cho em là tô vít đen. Đấy, nó sẽ là màu đen như này. Lên cho em là tô vít đen. Giá sẽ là 60.000. Các bác có thể dùng để mình gọi là xoáy rồi vặn vít các thứ rất là ok nhá. Đấy, tô vít đen trợ lực giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, các bác đã có ngay một con vít đen trợ lực đa năng luôn, giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi nước. Các bác lên cho em là vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ là hai loại vòi như này, một là màu cam, hai là màu xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam màu xanh. Thế nên là bên em lên nó sẽ là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Và hôm nay thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, một con vòi cam xanh như này. Đấy, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000 chia ra làm hai đường nước luôn, một hai đường nước như này. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Màu cam và màu xanh thì lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này, hai đường nước, có gen để các bác xoáy kết nối. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năm cánh nhá. Đấy, bóng đèn năm cánh nhá. Cứ dọn đi, cứ dọn đi. Đèn năm cánh như này các bác nhá. Ở đây nó sẽ là một con bóng đèn năm cánh như này, siêu sáng cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 125.000 nhá, 125k. Đấy, lên trên là đèn năm cánh. Giá sẽ là 125.000. Con này thì siêu sáng luôn này các bác. Đấy, cái chỗ em quay này. Đấy, rất sáng nhá, sáng chói chang luôn các bác. Đấy, giá sẽ là 125.000 cho một con đèn năm cánh như này. Rất sáng luôn các bác. Đấy, cái chỗ em quay này, rất sáng luôn. Đó, bóng rất sáng luôn nhá. 125.000 cho con đèn năm cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30 chiếc, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này. Xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ cho các bác luôn. Được làm từ sợi than tre hoạt tính các bác nhá, sợi than tre hoạt tính Hàn Quốc đây, Korea nhá. Con này nó đang bán ở siêu thị Việt Nam mình là 36.000, nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân bán cho bác cả hộp này, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một hộp như này nhá. 110.000, một hộp này là 110.000, 30 chiếc nhá. 30 cái này bằng 110k nhá. Mua 4 cái là bằng 20.000, bán từ 4 cái trở lên, và 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Các bác mua cả chục thì sẽ là 40.000, mua 10 cái thì sẽ là 30 cái là 110.000, còn 4 cái thì sẽ là 20.000 nhá. Bên em bán từ 4 chiếc trở lên. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like.
một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh YouTube nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng chúng ta cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, dưới 200 cộng thêm 30.000 ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về được một ít cái đồng hồ của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ của thương hiệu Rolex thì hàng về số lượng không có nhiều đâu. Bác nào mua thì nhanh tay điện thoại đặt hàng giúp cho em. Đấy thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Hàng thì đồng hồ này nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đấy đây các bác này. Rất là ngon luôn. Đấy các bác nhá. Đồng hồ của thương hiệu Rolex này, mặt vàng này, kim trôi này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đồng hồ Rolex nhá, Thụy Sĩ, rất chất lượng cho các bác luôn. Dây vàng, mặt vàng rất đẹp. Có cả ấy luôn các bác nhá. Có cả ngày, có cả lịch luôn. Đó, thương hiệu Rolex đây. Đồng hồ Rolex Thụy Sĩ nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300k. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex, giá sẽ là 300.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái dòng điện thoại. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM. Đấy đây nó sẽ làm con điện thoại 4 SIM như này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây về nhà các bác lắp SIM vào đây cho em. Có 4 khay SIM cho các bác luôn nhá. Có 4 khay SIM luôn. Rất là tiện. Đó, đây. Đấy có cả đèn pin nhá. Đây nó sẽ có một cái đèn pin rất là sáng ở đằng trước này. Các bác có thể dùng để mình soi dọi hoặc là sử dụng rất là tiện ích. Có cả đèn pin luôn. Và con này của nó thì nó sẽ là dòng 4 SIM. Về nhà các bác chỉ cần bật nguồn và lắp pin lên là khởi động thôi. Đấy, lắp pin, lắp SIM xong thì khi các bác lắp SIM xong thì các bác tắt nguồn đi nhá. Lắp SIM xong tắt nguồn đi. Đấy, bật lại cho em. Đấy, để nó nhận SIM nhá. Lắp SIM vào thì các bác tắt nguồn đi, sau đó thì mình bật lại lên cho nó nhận SIM là ok nhá. Đấy, rất là ngon lành. Và giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 cho một con điện thoại 4 SIM như này các bác nhá. 450k. Đấy, lên mã giúp em là điện thoại 4 SIM. Đằng sau này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này và một cái ốp luôn nhá, kèm một cáp sạc một ốp luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một cáp sạc một ốp và cái giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp em đó là điện thoại 4 SIM nhá, điện thoại 4 SIM. Đấy, điện thoại này, điện thoại 4 SIM. Giá của nó sẽ là 450k và bao SIM tận nhà cho các bác luôn. Đó, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ rổ vuông nhá. Các bác lên xem là bộ rổ vuông. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi rổ nhá, 3 đôi cả rổ quạt chậu luôn. Đấy. To nhất này thì đường kính của nó là 35cm cả rổ quạt chậu nhá. Hàng bền vĩnh cửu luôn các bác này. Đấy. Nhựa của nó thì siêu mềm luôn. Các bác dùng thoải mái nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là 3 đôi cả rổ quạt chậu như này. Đôi số 1 này. Đấy. Đôi số 2 này. Đấy, đôi số 2 đây. Đấy, đôi số 2 này các bác nhá. Đấy. Và đây là đôi số 3 này. Đấy, đôi số 3. Đó, to nhất là 35 mà nhỏ nhất là 20 này. Nhựa của nó siêu mềm luôn các bác thấy không? Đây, các bác dùng nó rất là thích. Đấy. Nhựa thì nhựa cao cấp của Việt Nhật rồi, rất là mềm. Đó, và cái giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k thì cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bơm 1 ti. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100 cành cho một con bơm 1 ti này thôi. Con này thì rất là tiện, các bác dùng để bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Đây có các cái đầu để các bác kết nối này. Đấy, và đây các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy này đều ok hết nhá. Đấy, có các cái đầu bơm của nó đây. Đấy, và con này của nó thì hàng của thương hiệu Daisen của Nhật nhá. Daisen của Nhật. Đấy. Xi lanh rất chắc chắn cho các bác. Đấy. Rất chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Có đồng hồ báo nhá. Con này thì pixie của nó là được 7 cân nhá. Đấy, bơm được 7 cân thì các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy rất thoải mái. Dây của nó là dây vải này, dây vải. Dây vải thì các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn, không lo bị đứt hoặc là bị thủng nhá, không lo bị đứt bị thủng, rất tiện ích. Giá thì một cái con bơm 1 ti như này giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho em là bơm 1 ti nhá, 1 ti. Giá của nó sẽ là 100k, 100.000 cái bơm 1 ti này, rất rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 thìa của Đức nhá. Đấy, 5 thìa của Đức. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling. Winling của Đức hay người như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái thìa như này nhá. 5 cái thìa hàng của Đức này. Inox 304 cực kỳ là dày dẫn chắc chắn. Đấy, độ cong độ sâu vừa phải để các bác dùng ăn cháo ăn súp hoặc là các bác dùng chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok.
Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ bộ năm thìa Đức nhá, năm thìa Đức, hộp năm thìa Đức giá sẽ là hộp năm thìa Đức giá sẽ là 560k nhá. Đấy, hộp năm thìa Đức này. Hộp năm thìa Đức nhá. Năm thìa Đức giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho năm cái thìa như này, 60.000 nhá. Đấy, 60.000 cho năm cái thìa như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bảng tự xóa hay còn gọi là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô cũng được mà bảng tự xóa cũng được, rất là tiện. Thì cái này các bác dùng để cho các em nó học hành. Đấy, sáng tạo rất là tiện luôn. Tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một cây bút này. Và khi các bác sử dụng thì nó sẽ có cái lẫy khóa đằng sau, mở cái phần khóa này lên này. Các bác bắt đầu sử dụng này. Đấy, ấn xóa đi này. Đó. Viết tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, không thích dùng nữa thì lại xóa đi. Các bác viết cho em đó là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi nhá. Sau đó thì xóa đi này. Đó. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho cái bảng tô như này. Đấy, không thích dùng xóa đi. Ok. Giá thì chỉ có 50k thôi, rất là tiện. Các bác có thể mua để cho các em nó học hành sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính bảng, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện của Nhật nhá. Dây điện của Nhật, đây nó sẽ là một dòng dây cực kỳ là cao cấp luôn. Dây của nó sẽ là dây 2.5. Đấy, dây Nhật 2.5 nhá, rất tiện ích cho các bác này. Đây. Japan này và CU tức là dây lõi đồng nhá. Đấy, con này thì 300 đến 500 V nhá, 300 đến 500 V. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có đèn báo nhá, có cái đèn báo bên trong này. Và dòng này là ổ cao su chống va đập, các bác có thể dùng để ăn lẩu này, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Và cắm vào nó rất là chặt nhá. Cắm vào kết nối nó rất là chặt. Các bác dùng thì không sợ bị mo ve, không sợ bị chập cháy. Các bác có thể dùng cho máy cắt, máy hàn rồi các cái loại máy móc đi chiến công trình đều được. Dây thì nó rất là êm. Đấy, rất là mềm, dây rất là mềm nhá. Đấy, giá thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy. Thì quận 5m của nó sẽ là 5m là sẽ là 220 này, 5m 220k nhá. Đấy, 10m là 330k và là 30m sẽ là 650.000, 650k đó. Các bác lên cho em là dây điện xanh nhá, dây điện xanh 10m là 5m 220, 10m 330 và 30m là 650.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái con máy các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy hút thổi bụi bằng điện nhá. Đấy, hút thổi bụi chạy bằng điện. Tại vì bên shop có cả con chạy bằng pin nữa, và con này nó sẽ là dòng chạy bằng điện. Rất là khỏe luôn. Thì có lô nó về màu xanh, có lô nó về màu đỏ, thì cái màu này nó cũng không quan trọng lắm các bác nhá. Màu này không quan trọng lắm. Đó, thì con này thì dòng này của nó sẽ là một cái dòng siêu khỏe luôn. Sử dụng điện 220V. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 260.000 thôi. Đây, rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần lắp cho em cái này vào xong rồi, đây nó có cái lẫy này, sập vào cho em xong. Chung dài luôn các bác. Chung dài luôn. Đấy. Con này thì cả hút cả thổi nhá. Đấy, các bác muốn hút thì các bác lại đảo qua chiều này chứ. Đó, đảo qua chiều này. Đấy, để mình hút này. Hút rất là mạnh nha con. Đó. Hút kinh nha, các bác nhá. Đó, thì con này cả hút cả thổi luôn nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện này, thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000. Rồi ok. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại và trân trọng giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Bên em ship code toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về tiếp tục cho các bác một cái lô dây vòi xịt vệ sinh cực kỳ là cao cấp cho các bác nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây một vòi. Đấy, một dây một vòi, một giá đỡ. Đấy, và có kèm thêm cho các bác cả ốc yếc các thứ đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo thì sẽ là bao gồm là một dây này. Đấy, một dây một vòi, một giá đỡ này luôn đây nhá. Giá đỡ tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật này. Osaka Japan này, đấy Osaka Japan. Con này thì về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này, kết nối vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Hàng nội địa của Nhật nhưng mà giá cực kỳ Việt Nam nhá. Đây. Đấy, kết nối vào đây cho em này. Về nhà các bác bắt ốc vít vào tường này. Đấy, đây. Cơ chế của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Cơ chế tự ngắt khi nào các bác bóp thì nó mới ra, còn không bóp thì nó lại ngắt. Thì nó rất là tiện ích. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2
Đấy, dài từ 1m2 nhá. Đó. Và một cái giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá là bao nhiêu? 100.000 các bác nhá. 100.000 cho một cái bộ dây vò xịt vệ sinh như này. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng, thứ nhất là dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là các bác có thể dùng để làm vòi tưới cây cũng được. Các bác xoáy vào các cái đầu vòi tưới cây. Ví dụ bên em có bán những cái vòi cam xanh ấy, hoặc những cái van hai đầu đấy, thì về nhà các bác xoáy vào mình sử dụng cho em, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k tròn nhá. Lên cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Bác lên cho em là xịt vệ sinh. Đấy, xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này. Dây vòi xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa vuông nhá. Đấy, vòi chậu rửa mặt. Con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt, cũng hàng thương hiệu Osaka Japan. Giá sẽ là 350.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con thân vòi bằng inox như này. Đấy, một thân vòi bằng inox này và một cái bộ dây nhá. Đấy, bộ dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, một bộ bao gồm 2 dây nhá, 2 dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, và con này thì nó cũng có hai đầu nóng lạnh như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000. Dùng rất là ngon luôn, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy, chất liệu bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là một vòi và một dây như này. Lên cho em là vòi chậu rửa mặt vuông nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt vuông, giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Vòi vuông này. Vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Chậu rửa mặt giá sẽ là 350k. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăm nước nhá, tăm nước. Cái này nó sẽ là một cái dòng tăm nước cực kỳ tiện ích. Thì khi mà các bác dùng thì mình cái này dùng để mình gọi là cho nước vào, sau đó thì mình sẽ vệ sinh răng lợi bằng cách là mình dùng tăm, tức là dùng tia nước nhá. Đấy, các bác bấm này nó chạy. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu vòi như này. Các đầu vòi như này thì các bác vệ sinh niếu, vệ sinh lợi và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và có sạc các bác luôn, một lần sạc các bác có thể dùng được cả tuần luôn. Thì cái này nó gọi là tăm nước nhá. Các bác dùng các cái tia nước để mình xỉa răng. Nôm na nó là như vậy. Thì rất là đơn giản thôi. Giá bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k cho một cái bộ tăm nước như này nhá. 160.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Đây nó sẽ là một cái găng tay cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lao động này, hoặc là làm vườn nhặt cỏ này, hoặc là đội các bác đeo để đi ra ngoài mùa đông này cũng được. Đấy, mùa đông mà rét các bác dùng cái này cho em cũng rất là tiện ích thôi. Đó, nó không phải là bằng len hẳn, nó ấm nhưng mà nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, co giãn 4 chiều, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều vừa hết nhá. Có hạt cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài này thì rất là thoáng luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Bên em bán theo combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40k. Đấy. Các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. 5 đôi là bằng 40.000 nhá. Và một bịch này là 12 đôi thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác cứ mua cả bịch thì cho rẻ này. Cả bịch thì 12 đôi chỉ có 70.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Đấy, bộ thìa của Đức như này, một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 6 chiếc nhá. Hộp này bao gồm là 6 chiếc luôn. Đấy, 6 chiếc thìa. À, 5 chiếc thìa như này, đẹp dày dẫn. Đấy, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn. Và hàng thương hiệu Willing của Đức, inox 304 nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp 5 chiếc thìa như này. Thì các bác có thể mua để mình ăn cháo, ăn cơm, ăn phở, hoặc dùng cho trẻ em rất là ok. Vừa bạn xinh xắn nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k cho một hộp 5 chiếc nhá. 60.000 cho một hộp 5 chiếc như này. Khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái điện thoại một sim các bác nhá. Đấy, điện thoại một sim. Thì con này bên shop bán với giá đó là 100 trước là 150.000, đợt này về giá sẽ cao hơn một chút, giá sẽ là 160.000 các bác nhá. 160.000. Đó. Thì các bác lên cho em là điện thoại một sim, hàng thương hiệu Nokia, sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, một pin và một cục sạc luôn. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng điện thoại mà bảo bán cho tôi một cái điện thoại hơn 100.000 thì chả có cửa hàng nào có đâu. Đó, chỉ có bên shop em mới có những cái hàng mà chất lượng mà cái giá nó hợp lý như này thôi. Bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho bác trong vòng 10 ngày, các bác về cứ nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại một sim, giá sẽ là điện thoại một sim nhá.
Trước em đang bán là 150, đợt này về cho bác giá hơi tốt một chút là 160.000 nhá. Đó, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ giúp cho các bác là tưới cây tăng áp rất là tốt luôn. Về nhà các bác sẽ ra là nước thẳng này, nước tưới cây này, đấy các kiểu như này, và kết nối với các đầu nguồn dây khác cực kỳ là ok. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòi đồng tăng áp này, vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k trong cái bộ vòi đồng tăng áp thế này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok, hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trục đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã đèn dầu các bác nhá. Đèn dầu con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn cổ rất là đẹp luôn, đèn cổ rất đẹp luôn này. Đấy, sơn màu giả cổ rất là đẹp luôn, màu sơn giả đồng giả cổ rất là đẹp nhá. Và con này thì các bác dùng để mình sử dụng trực tiếp là đốt dầu nhá, đốt dầu. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần nâng cái lẫy này ra để mình có thể châm được đèn, nó rất là tiện luôn. Đấy, và có bấc nhá, các bác về thì các bác tra dầu vào đây nhá, cho dầu vào cái lỗ này nhá. Đấy, xoáy ra cái này nó hơi chặt thì về nhà các bác lấy kìm xoáy ra cho em. Và cái bấc này nó có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, để các bác tra dầu vào cho em. Con này thì các bác vừa có thể là dùng là quai đeo như này. Đấy, quai đeo như này. Đấy, hoặc có thể treo này, rất là tiện. Treo con này được, rất là tiện luôn. Đấy, và rất là đẹp, màu giả cổ rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng thì mình để trên ban thờ này, trang trí này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Các bác chỉ cần là kéo con này lên để các bác châm lửa vào đây này. Đấy, kéo con này lên châm lửa và sau đó thì mình thả xuống. Đây nó có cái lò xo nha, kéo lên châm lửa vào rồi mình lại thả xuống. Nó rất là tiện luôn. Hoặc các bác có thể đẩy lên như này nhá, đẩy lên như này nó cũng được. Tùy theo cái cách sử dụng của các bác rất là ok thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 trong cái mã đèn dầu như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu, giá sẽ là 135k. Đó, đèn dầu này. Đèn dầu 135k nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đèn khác, đó là cái con đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã đèn mang sông như này. Giá của nó sẽ là một con đèn mang sông như này, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Con này thì nó sẽ có ánh sáng màu vàng rất là đẹp luôn này. Đấy, có lô thì nó là ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Và có lô thì màu đỏ, có lô thì màu xanh. Lô này sẽ là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Màu xanh quân đội rất là đẹp. Đấy, có tăng giảm chiết áp nhá, tăng giảm lượng sáng tối này. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhựa nhưng mà rất là chắc chắn luôn. Và nó sử dụng cái pin 18650 đây. Đấy, pin 18650. Pin này thì bên shop có bán 30.000 một quả nhá. Đấy, hỏng thì các bác có thể mua pin mình thay vào là xong. Còn đèn thì rất là bền bỉ và chắc chắn nên là các bác yên tâm sử dụng thôi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con đèn mang sông nha thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông, 120k một chiếc nhá. 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Rất tiện ích, có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá, rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông này, mang sông, giá của nó sẽ là 120k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ sen cao su nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một sen một dây. Một sen một dây, cái này thì không có giá đỡ nhá. Về nhà các bác sử dụng cái giá đỡ cũ nhà mình thôi, hoặc là mua thêm ở ngoài. Ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho bác khi mình tắm rửa thì nó kỳ cọ massage rất là tốt luôn. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là chỉ 90.000 cho một cái bộ sen cao su như này thôi. Một sen và một dây như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu chế độ nước này. 1 này, 2, 3 chế độ nước này. Và có đóng ngắt trên tay luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác nhá. Một cái bộ sen cao su như này giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đầu nước nó xả ra đây và các bác có thể là dùng cái phần cao su này mình vừa tắm mình vừa massage kỳ cọ luôn. Nó rất là tiện ích, đa di năng, vừa tắm vừa massage kỳ cọ luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su này, sen cao su. Sen cao su giá sẽ là 90k cho một cái bộ sen cao su như này nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là khay giấy các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là một cái khay giấy bằng nhựa như này, rất là đẹp luôn. Đấy, thì lên cho em là khay giấy vàng nhá. Khay giấy vàng, rất là đẹp các bác này. Cái này lên tên là gì đấy? Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Con này thì nó bằng nhựa,
Đấy, bằng nhựa và rất là đẹp các bác nhé. Bằng nhựa thì các bác dùng rất là bền bỉ, chắc chắn không lo bị gì sét, không lo bị cong vênh nhá. Đấy, bằng nhựa như này rất là đẹp luôn. Nó là bằng nhựa và mạ vàng 18 carat nhá, rất là đẹp như này. Đấy, lên mã giúp em đó là khay giấy vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Lên cho em là khay giấy vàng này. Khay giấy vàng rất là đẹp luôn. Đó, khay giấy màu vàng rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130 cành thôi, 130k nhá. Con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm, gần 20 cm. Chiều ngang của nó thì nó vào khoảng là trên 10 cm và chiều cao thì nó vào khoảng là 10 cm. Đấy, con này rất là đẹp. Các bác có thể dùng để mình đựng giấy ăn này, rồi nói chung là rất là hợp lý luôn. Đấy, rất sạch sẽ, hợp lý. Màu sắc đẹp, mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này thì giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình trà đồng nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lạng các nhá. 4 lạng. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đó. Lên cho em là bình trà đồng 4 lạng nhá. Hoa văn rất là đẹp luôn các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một con bình trà đồng như này. Đấy, lên cho em là bình trà đồng này, giá sẽ là 290.000 nhá. 290k một chiếc như này. Các bác có thể mua để sử dụng để đựng trà này, đựng cà phê này, hay là đựng các cái loại hạt, đựng muối vừng các thứ cũng rất là ok luôn. Đấy, chất liệu bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000, đựng được 4 lạng chè nhá. Đấy. Lên cho em là bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng này. Bình chè 4 lạng, bình chè 4 lạng. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290.000 cái bình chè 4 lạng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn. Thì bên shop về nó sẽ là một cái dòng bật lửa như này, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Khi bật thì các bác dùng cái đầu này cho em này. Đấy. Con này thì nó chưa có ga đâu nhá. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Và bên shop về thì nó có cho các bác là hai màu. À không, có một loại thôi. Đó, thì đây nó sẽ là màu đen rất là đẹp như này nhá. Đấy, màu đen bạc. Màu đen bạc rất là đẹp luôn. Khi các bác bật lên thì nó sẽ lên như này và đồng hồ sẽ lên nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Thì về nhà các bác sử dụng thì ấn cho em cái lẫy này vào để đồng hồ nó chạy này. Đây, đồng hồ đang chạy đây. Con này thì nó to vào khoảng là trên hai ngón tay nhá. Đó, trên hai ngón tay như này. Nói chung là nó bằng một cái bật lửa, rất là tiện luôn. Có la bàn này, có móc khóa này, có khui bia này. Đấy, rồi có đồng hồ này. Đấy, đầy đủ các chức năng cho bác luôn. Lên cho em là bật lửa la bàn, về nhà các bác tự bơm ga. Giá sẽ là 120.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn này. Đấy, bật lửa la bàn, giá sẽ là 120k. 120k nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu bật lửa, đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Màu thì nó sẽ là màu vàng như này và thân của nó thì màu gỗ rất là đẹp luôn. Đó, màu vàng thân màu gỗ như này. Con này thì chức năng chính của nó là đồng hồ và bật lửa thôi. Đấy, nó chỉ có hai chức năng thôi. Và tất cả những cái dòng này là về nhà các bác đều phải tự bơm ga hết nhá. Đấy, chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Rất đẹp, rất là ngon lành cành đào thì các bác này. Đấy. Bật lên là có đèn, con kia cũng có đèn luôn nhá. Bật lên là có đèn như này. Đó, về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em. Con này thì lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa đồng hồ. Bật lửa đồng hồ. Đấy. Giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút bụi chạy bằng pin nhá. Hút bụi chạy bằng pin. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một thân máy này. Đấy, một thân máy này. Hàng của thương hiệu Tamashio Made in Japan này. Đó, một thân máy này. Rồi các cái đầu kết nối này. Đấy, đầu này sẽ là đầu hút này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là cái đầu hút đây. Đấy, đầu hút. Có kèm thêm cho các bác một cái chổi luôn. Đấy, có kèm thêm chổi như này để các bác dùng để mình vệ sinh này. Đấy. Đầu này sẽ là đầu hút này. Đấy. Và cái đầu đằng sau này nó sẽ là đầu thổi này. Đầu thổi thì các bác lắp cái đầu này vào cho em này để làm đầu thổi này. Đây, em thổi cho các bác xem này. Đấy. Vừa hút vừa thổi luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, thổi này các bác này. Đấy. Đấy các bác thấy không? Thổi nhá, rất là ngon luôn. Thì thổi đằng sau nhá. Anh nghe tiếng gió kêu này. Gió rất là nhiều các nhá. Đó, thì hút ở đằng sau, thổi đằng trước và có kèm cho các bác là các cái cáp sạc luôn để về nhà các bác cắm sạc nhá, đầy đủ. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, chạy bằng pin. Đấy, một lần sạc các bác dùng rất là được lâu luôn. Lên mã giúp cho em đó là hút thổi bụi bằng pin nhá. Đấy, hút thổi bụi này. Đó, hút thổi bụi bằng pin nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 nhá. 170k hút thổi bụi bằng pin như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop
Tiếp tục về cho bác cái đũa của Nhật nha, thì có hai mẫu như này. Đấy. Coffee, xe lên lấy à? 4 triệu. Đến lấy tại nhà. Đấy thì cái can à, cái đũa cô gái này thì sẽ là 50.000 nhá, đũa cô gái. Đũa cô gái Nhật sẽ là 50k nhá, 50k cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đũa cô gái Nhật này giá sẽ là 50.000 này. Đấy, còn ngoài ra thì bên shop có cái đũa Nhật đen bình thường như này. Đũa Nhật đen bình thường như này thì giá vẫn bán là 40.000 nhá. Đấy. Hàng thì đều là được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, kích thước thì nó na ná như nhau thôi. Đó, con này thì các bác lên xem là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 trên một vỉ 10 đôi. Còn cái đũa cô gái này sẽ là 50.000, 50.000 trên một vỉ cũng 10 đôi luôn các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa anh em các bác nhá. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ gom hàng mua đủ 200 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm đầu tiên em đem cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã dao chặt đứt nhá. Đây là một con dao cực kỳ là ngon luôn. Hàng thứ nhất là hàng liền thân các bác này. Đấy, hàng liền thân cán liền. Thì con này các bác dùng nó rất là đầm tay. Và cân nặng của nó thì khoảng từ 3 đến 5 lạng. Từ 3 đến 5 lạng, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá. Giá thì sẽ là 150k. Đó, dao chặt đứt này. Lên cho em là dao chặt đứt nhá. Chặt đứt. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho một em dao chặt đứt như này. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng liền thân nhá. Chặt cực kỳ là ngon luôn, băm chặt cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và có cái phần trên này để các bác dàn mình dàn thịt các bác này. Đấy, có phần này để các bác treo này. Thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ, hàng made in Germany, rất chất lượng cho các bác luôn. Băm chặt cực kỳ là ngon nhá. Đó. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao cầm trên cái con dao thái các bác nhá. Dao thái thì nó sẽ là em sẽ lên tên nó là dao nhọn và dao vuông để cho các bác dễ phân biệt nhá. Dao nhọn và dao vuông. Đấy, thì bên shop sẽ có hai mẫu như vậy, một mẫu nhọn và mẫu vuông. Và cái mẫu nhọn thì sẽ là 175.000 và mẫu vuông là 180.000. Đây. Con này thì nó sẽ là mẫu mũi nhọn như này các bác này. Đấy, mũi nó sẽ là mũi nhọn như này. Mũi nhọn như này các bác nhá. Dòng dao thì cực kỳ là bén luôn các bác nhá. Cái này các bác có thể mua để về mình thái lọc phi lê đều được hết này. Test giấy là bình thường, em sẽ test dọc giấy bóng cho bác xem này. Đấy, dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, tức là dao phải là dòng dao siêu bén thì mới dọc được giấy bóng như này nhá. Đấy, còn dao thường thì không thể dọc được giấy bóng như này đâu. Dòng này là dòng siêu bén luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 175.000. Lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn. Giá sẽ là 175.000 cho một em dao nhọn như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao nhọn này, 175k nhá. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mã đó là con dao vuông nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia nó sẽ là mũi nhọn. Chiều dài của dao thì đều là vào khoảng là 30cm và bản của dao thì nó sẽ là một cái dòng bản khoảng 4 phân rưỡi nhá. 4 phân rưỡi, cơ bản như vậy các bác. Thì đây nó sẽ là con này nó sẽ là con mũi vuông các bác này. Độ sắc bén thì như nhau thôi, khỏi về bàn về độ sắc bén rồi. Đấy, nói chung là rất là sắc luôn. Đấy, khoảng 30cm. Con này thì mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia thì mũi nó bầu ra. Thì các bác tùy muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, quay theo, rất bén luôn nhá. Dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Đó, rất là ok ngon lành. Wattbo Japan này, thép không gỉ này, đấy, Chroma này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là dao vuông nhá. Con này thì sẽ là 180k. Dao vuông này, đấy, lên cho em là dao vuông nhá. Dao thái vuông 180k nhá. 180.000 con dao thái vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩu thuốc nhá. Lên cho em là tẩu thuốc bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 một cái tẩu thuốc như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ 70.000 một cái tẩu thuốc như này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái tẩu rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác theo, rất là tiện ích luôn. Đó, rất tiện ích như này nhá. Đó. Con này thì các bác có thể cho thuốc lá hoặc thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Đấy, và đây nó sẽ là đầu liền như này. Chất liệu của nó này, đấy, chất liệu của nó này. Đấy, nó sẽ là bằng một cái loại nhựa gì đó, còn cái đầu tẩu này nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đấy, các bác có thể xoáy ra như này con này. Đấy, châm nước vào đây, rất là tiện luôn.
Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đây cái này nó có gioăng giếc đầy đủ cho bác luôn nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Các bác lên mã giúp cho em đó là tàu thuốc nhá, tàu thuốc. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ tàu thuốc như này để các bác sử dụng luôn. Rất là tiện, các bác có thể hút thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là tàu thuốc, giá sẽ là 70k nhá. Đấy. Tàu thuốc này. Giá của nó sẽ là 70k, 70k cho cái bộ tàu thuốc nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Cái này thì các bác đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, thế là rác nó sẽ trôi vào đây là các bác đổ đi thôi. Cái này nó bằng lưới thì nước nó thoát nhanh và cái rác nó không bị bám vào như là cái chậu lọc bình thường nhá. Hãy lên cho em là lọc rác inox nhá, lọc rác inox. Giá sẽ là 15k trong chiếc như này. 15k nhá, 15k trong cái lọc rác inox như này nhá, 15.000. Đấy, rất là tiện, đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bác nhá. Sử dụng thì mọi người phải tắt cái vòi hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không cháy màu vàng. Đó, nó rất là tiện luôn, các bác chỉ cần là bỏ vào cho em là xong nhá, rất là tiện các bạn. Đây, đấy, đặt vào cho em là xong này. Đó, cơm rồi rác rưởi các thứ là mình cho vào là nó sẽ thoát nước rất là tốt luôn. Đấy, và rất là sạch sẽ nhá, nó không bị bám cặn. Thì các bác dùng nó rất là vệ sinh. Đấy, đặt vào cho em là xong. Đấy, và nó thoát nước rất là tốt luôn, đổ đi rất là sạch. 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá. Thì bên shop bán nó sẽ là combo. Đấy, từ 3 chiếc trở lên 20.000 cho 3 chiếc và bán cả bịch này sẽ là 60.000 một bịch 10 chiếc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên nhá, 100% là bông tự nhiên. Một mặt của nó thì kích thước của nó sẽ là 50 và một chiều là 30, một chiều là 50, một chiều 30. Một mặt là bông mịn và một mặt là bông thường nhá, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Thì các bác dùng để rửa mặt này, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh rất là ok. Nói chung là các bác mua một cái này, mua một bịch này các bác dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện. Khăn thì nó sẽ là dòng khăn của Hàn Quốc nhá, rất là bền đẹp, chắc chắn và sạch sẽ như này. Và kích thước của nó là khá là to luôn, 30 x 50. Và bên shop bán cho combo nhá. Đấy. À, 3 cái là bằng 20k nhá, và 10 cái là một bịch này là bằng 60k. Đó, bên shop bán từ 3 cái trở lên 20.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh chắn cửa nhá. Các bác lên cho em là thanh chắn cửa. Đây là một cái thanh để các bác dùng để mình chắn cửa này, chắn cửa rồi dùng để chắn kiến, dán côn trùng rồi bụi bẩn các bác nhá. Các bác chỉ cần là nhét vào cái mép cửa này cho em là xong. Chất liệu của nó thì cái này là bằng vải này, còn cái này nó sẽ là bằng bọt này. Đấy, bằng bọt bông các bác nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái thanh chắn cửa này 25.000 các bác nhá. Thanh chắn cửa. Cái này thì các bác dùng để chắn côn trùng rồi, nói chung là ruồi, muỗi, kiến, gián đều ok hết nhá. Thanh chắn cửa. Đây các bác này, đấy mình sẽ nhét vào cho em vào cái phần cửa như này. Ruồi, muỗi rồi côn trùng kiến gián là nó sẽ chịu hết luôn nhá, nó rất là tiện luôn. Đấy, thì rất là hợp lý cho các bác sử dụng thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc, chiều dài của nó thì vào khoảng là 90 cm. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là banh nó ra, sau đó thì mình nhét vào khe cửa là xong. Ruồi, muỗi, kiến gián, côn trùng đều ok hết nhá, rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý các bác. Đấy, các bác chỉ cần nhét vào cho em này xong này. Đó, sau đó thì mình phần thừa là mình cắt đi, rất hợp lý luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ lược nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 110.000 cái bộ tăng đơ lược như này. Con này thì có sẵn cho các bác là dây cắm sạc luôn nhá, dây cắm sạc này, 4 cái cữ này, một cái lược này, một lọ dầu tra và một cái chổi vệ sinh. Hàng thì của thương hiệu Aichen của Nhật nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn, cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Và có điều chỉnh cữ cho các bác luôn này, từ 0,8 đến 2 mm nhá. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cữ đây để mình cắt này, rất là ngon nhá. Đây, đẩy lên này. Đấy, rất là khỏe luôn nhá, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các bạn. Đấy, rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để cắt tóc này, cạo râu, chấn viền được hết nhá. Cắt cho người già trẻ con không sợ bị ăn tay các bạn. Đấy, tăng đơ đang chạy nhưng mà rất là ngon luôn nhá. Con này rất là bền các bạn, rất là bền. Các bác dùng để cắt tóc, chấn viền đều ok hết. Có sẵn cho bác là một lược này, 4 cữ và một đốc sạc luôn nhá. Lên cho em là tăng đơ lược nhá, tăng đơ lược giá sẽ là 110.000 nhá, 110k cho một cái con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khay giấy vàng nhá. Lên cho em là khay giấy vàng, con này sẽ là 130.000 cho một cái khay giấy vàng như này. Giá của nó sẽ là 130k. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đây, nó sẽ là một cái khay bằng
bằng giấy như này, khay này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng như này các bác này. Đấy, nắp của nó thì nó sẽ là mở trực tiếp vào này luôn, các bác để cho em giấy các thứ loại giấy ăn vào đây rất là tiện ích nhá. Đó, bằng nhựa và mạ vàng 18 carat, các bác dùng bền đẹp chắc chắn không lo bị gì sét nhá. Đấy, không lo bị gì sét cong vênh như thế này thế nọ, cứ mua về là mình dùng thôi. Chiều rộng của nó khoảng 20, chiều dài 20, chiều rộng thì vào khoảng là 12 và chiều cao thì vào khoảng là 10. Đó, rất là đẹp nhá. Vừa xinh mà khổ giấy, các bác để lên bàn ăn này, bàn ăn hoặc bàn uống nước rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là khay giấy vàng nhá, nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng rất là đẹp luôn. Khay giấy vàng 130.000. Đó, giá rất hợp lý cho anh em và các bác lựa chọn luôn. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng cho em này, lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cưa gấp các bác nhá. Cưa gấp này. Đó, nó sẽ là một con cưa rất là chất lượng này các bác này. Đấy, cưa gấp nhá. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu Japan các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem này. Đó, bẻ cong thoải mái nhá. Con này thì nó sẽ gấp gọn như này. Và chiều dài của nó thì hàng về theo lô, có lô là 25cm và có lô là 30cm. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng bán theo lô thôi. Các bác hết sức thông cảm cho em nhá. Đó. Thì con này các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái cưa gấp trắng đen như này. Lên cho em cưa gấp trắng đen 50k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành cam này. Đấy, lên cho em là kéo cành cam. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá, 70.000. Có kèm cho các bác thêm một cái lò xo. Đấy, kèm thêm một cái lò xo nữa luôn. Cho nên nó rất là tiện, thì các bác dùng thì mình có thể thay thế lò xo. Hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là xong nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành, nói chung là dùng rất là đa di năng luôn và rất là ngon nhá. Thép SK5 không gỉ này, Made in Japan này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào cho là xong nhá. Đó đây, Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Nên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Lên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Kéo cành cam này. Kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách nhá. Cưa lách, hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan này. Đó. Nó sẽ là một con cưa lách như này, Made in Japan cho bác nhá. Con này các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành rồi tỉa cây những cành răm, cành nhỏ rất là ok, hoặc là lách vào những cái khe của những cái cành cây để mình cưa, nó gọi là cưa lách. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 nhá, 40k cho một con cưa lách như này nhá, hàng Made in Japan qua đây. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con kéo tỉa inox này. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây, Made in Japan của nhá. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, dùng để cắt tỉa răm rất là ok luôn nhá. Các bác dùng tỉa răm, tỉa cây, những cái răm cây nhỏ các bác tỉa đi cho em. Rất là ok luôn. Đó, hàng Made in Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Lên cho em là kéo tỉa răm inox nhá. Kéo tỉa răm inox, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Thì đấy là giá bán lẻ. Còn bên shop bán theo combo thì nếu mà các bác mua combo 4 món, 2 kéo và 2 cưa thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá, 160.000 sẽ combo cho các bác bao gồm là 2 kéo 2 cưa luôn các bác nhá, 2 kéo 2 cưa. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50k, đó 50k cho con kéo tỉa inox như này. Đấy thì nếu các bác mua combo cho em là 4 món như này thì giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Đấy thì tính ra là nếu mà các bác mua là cái kéo cành cam này là 70.000 này. 70.000. Đấy, cộng với lại cái hai món này 50.000 nữa là vào 170 rồi, 170 với cái này 40.000 nữa là vào đi là 201. Thế mà các bác mua combo 4 món như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 4 cưa kéo nhá. Bộ 4 cưa kéo giá chỉ có 160.000 thôi. Bộ 4 cưa kéo này, cưa kéo giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ 4 cưa kéo như này. Đấy, mua cho em combo 4 món như này giá sẽ là 160.000, cộng thêm cho em 30.000 thì ship nữa là 190 các bác nhá. Đó, còn các bác cứ gom đủ 200 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24, hàng cũng là hàng của Nhật, Made in Japan đây. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa răm rất là ok luôn. Chiều dài của nó là 24 25cm, cho nên là các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24. Con này bao nhiêu?
lên cho em là kéo 24 nhá, kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Đấy, con này thì bên shop bán riêng, giá của nó sẽ là 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Còn con inox này thì nó sẽ là 20 sen thôi, con inox là 20 sen. Còn con màu đen này thì nó sẽ là 24 sen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là kéo cành đúc, hàng made in Japan đây, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan này các bác này, chữ triện của Nhật đây. Các bác dùng để cắt cành và cắt cây rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, cắt rất là ngon và mượt nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này không lo bị gãy, bị bong đâu nhá. Đấy, lò xo chữ V rất là tiện dụng đây, hàng made in Japan các bác này. Đó, giá thì sẽ là 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc, giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con kéo cành đúc nhá, giá sẽ là 130.000 thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó. Này thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nhá. Bên em ship code toàn quốc. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác kia khóa Đức nhá, khóa Đức này, khóa đồng Đức, hàng made in Germany đây, made in Germany, chữ khắc chìm luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 4 chìa. Dòng này thì nó là chống trộm, chống cắt cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con khóa Đức như này các nhá. 160.000, hàng 4 chìa. Con này thì bao chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Dòng này thì chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa được hết các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện ích cho các bác khi mà mình sử dụng xong cái khóa cổng, khóa cửa. Và có 4 chìa, các bác có thể chia nhau ra mỗi người một chìa. Và khóa của nó là dòng khóa tròn như này thì Việt Nam chưa có phôi để làm giả chìa được các bác nhá. Đấy. Và cái khóa tròn này thì rất là tiện ích và an toàn để cho các bác sử dụng, và thân của nó được đều bảo vệ như này. Đấy, khóa bằng đồng, chống nắng mưa rất là tốt nha. Và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ rất là an toàn, chống trộm, chống cát, rồi chống các cái loại xâm nhập đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo một cái hộp ổ khóa Đức này, giá sẽ là 150.000 nhá. 130.000 nhá. Đấy, đặt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức này. Đấy. Khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức giá sẽ là 130k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một con bàn chải rất là tiện dụng luôn. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân bàn chải như này, một thân bàn chải như này. Đấy, một thân bằng điện như này, kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 4 đầu bàn chải như này. Tính ra các bác đi mua cái bàn chải này đã phải mất 20-30.000 rồi. Thế mà đây kèm cho các bác 4 đầu bàn chải, một thân máy như này, một dây sạc, mà giá cũng chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Tức là các bác được không cái máy này rồi. Đấy. Và về thì các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, sạc pin vào cho em. Có thể là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lắp vào là mình dùng thôi các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công tắc này. Đấy, có 6 chế độ này, 1 2 3 4 5 chế độ như này. Chế độ làm sạch, chế độ làm trắng răng, rồi chế độ chống viêm níu, viêm lợi các thứ này các bác này. Đây các bác này. Tần suất dùng của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút các bác nhá. Dùng rất là mạnh luôn, thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy. Giữ lì này nó sẽ tắt các bác này. Đấy, giữ lì này nó sẽ bật tắt nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Kèm thêm cho các bác là một thân máy này, một thân máy, 4 đầu bàn chải và một cáp sạc nhá. Một thân máy, 4 đầu bàn chải, một cáp sạc. Một lần sạc các bác có thể dùng thoải mái cho em. Dùng thoải mái cho em từ 3 đến một thân máy các bác dùng thoải mái cho em từ 5 đến 7 ngày nhé. Nói chung là dùng từ 7 đến 10 ngày thoải mái luôn. Từ 7 đến 10 ngày thoải mái. Đấy, một tháng các bác chỉ cần sạc cho em là 2 đến 3 lần là ok. Đó, lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này. 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bên shop về thì nó sẽ có màu inox này, màu xanh, màu đen và màu xanh quân đội nhá. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội. Đây, màu này nó sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì giá sẽ là 190.000 nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Hàng này thì bao giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn, giữ nóng giữ lạnh rất là tốt luôn các này. Đấy, có lưới lọc này nhá, có lưới lọc các bác có thể pha trà, pha cà phê. Hàng inox 304, su 304 nhá, su 304 bên trong này. Đấy, su 304 rất là ngon luôn, có lưới lọc các thứ đàng hoàng. Có giòn nhá, và cái này nó sẽ là một cái nắp để cho các bác dùng làm cốc uống nước luôn. Đấy. Thì một con bình như này, hàng của quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ, nó sẽ có cho các bác là 4 màu này.
màu inox này, màu inox màu xanh quân đội này thì sẽ là 190.000, màu inox là 100, màu inox sẽ là 170 nhá, màu inox 170, màu xanh đen thì cũng là 170 luôn, màu xanh đen, màu xanh đen này cũng là 170 nhá, chỉ có riêng cái màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190 thôi các bác nhá. Đấy, còn có cả màu đỏ nhá. Đấy, thì nó cơ bản là có màu màu xanh đen này, đấy, hoặc màu đen, màu này là màu đen chứ không phải màu xanh đen đâu. Màu xanh đen. Đấy, màu này thì hơi xanh xanh một tí, màu xanh đen này, màu inox này. Đấy, màu xanh quân đội. Xanh quân đội này là 190 nhá các bác nhá. 190 này. Hàng giữ lạnh 36 tiếng, giữ nóng 24 giờ nhá. Có giò nắp các thứ đàng hoàng. Rất tuyệt vời luôn các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Tết nhất đến nơi rồi. Các bác chế biến thực phẩm thức ăn thì dùng cái găng tay này cho em nó cũng rất là tiện. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý thôi. Một cái hộp găng tay thức ăn như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp thôi. 25.000 một hộp nhá. Cái này thì các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn và chế biến đồ ăn cũng như là làm vệ sinh cũng rất là tốt luôn. Chất liệu của nó thì nó khá là dai nhá, khá là dai luôn. Đấy. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều đi vừa hết các bác nhá. Đấy, vừa hết. Và nó rất là dai các bác. Đấy, nó dai lắm thì khi các bác dùng nó rất là đã. Đấy, đây. Tay to, tay nhỏ này, em tay đàn ông đi rất là vừa này các bác này. Đấy. Tay phụ nữ đi cũng rất là vừa luôn. Đấy. Và nó siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai như này. Thì khi mà các bác sử dụng thì không lo nó bị đứt nhá. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn, làm nem, làm nộm rồi nói chung là dọn dẹp vệ sinh cũng rất là ok thôi. Đấy, nó rất là dai này. Đấy, hàng siêu mềm siêu dai luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Đó, găng tay thức ăn giá sẽ là 25k trên một hộp nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia giấy lau giày nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác đi giày đi dép cần phải vệ sinh thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái giấy mà nó sẽ có tẩm sẵn cái xà bông và các cái dung dịch để mình tẩy rửa rồi. Thì các bác chỉ cần là đây. Đấy, ví dụ như cái dép này của em nó đang bẩn này. Về nhà các bác đánh kỳ cọ đi cho em này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có xà bông lên như này, có xà bông như này nhá. Đấy. Các bác trông chưa? Đấy, bẩn như này mà em đánh một tí là nó sẽ sạch luôn. Đấy, các bác chỉ cần đánh qua như này, sau đó thì mình lấy mình lấy cái rẻ mình lau khô đi cho em là xong nhá. Đấy đây, em đánh cho các bác xem này. Đấy. Mục sở thị luôn các bác nhá, không cần phải cái đấy lau làm sao. Ngoài đây, rẻ đây, ngoài đây. Đấy, các bác chỉ cần lau khô đi cho em là xong nhá, lau khô đi. Đấy thì các bác dùng để mình đánh giày đánh dép nó rất là tiện. Và giá thì sẽ là 20.000 các bạn. 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch như này nhá, một bịch như này. Đấy thì lên cho em là giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trong cái bịch lấy giấy lau giày như này. Và các bác mua từ 3 cái 3 bịch thì sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy các bạn đây em lau khô đi cho các bác xem này. Đấy. Trực quan sinh động luôn nhá. Đây bên này chưa lau là đen xì này. Đấy bên này chưa lau đen xì luôn, bên này lau rồi lại đỏ như mới luôn các bạn này. Đấy như mới luôn nhá. Đây. Đấy đen xì bẩn thỉu nhá, lau đi phát như mới luôn các bạn này. Như mới luôn. Đấy các bác thấy không? Giày dép rồi nói chung là đồ da, đồ vải các bác lau được hết, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. 20.000 một bịch như này và mua từ 3 bịch sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên đã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Giá chỉ có 260.000 thôi. Nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì con này nó sẽ bán cho các bác từ 4 đến 500.000, nhưng bên shop bán cho các bác cái giá rất là yêu thương để gửi tới các bác để kiểm tra sức khỏe nhá. Con này thì các bác dùng để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đo huyết áp, đo nhịp tim rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Đấy, combo cho bác như này, hướng dẫn hết trước đầy đủ luôn. Đó, giá chỉ có 240.000 cho một cái 260.000 trong cái máy đo huyết áp này thôi. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k cho một con máy đo huyết áp như này. 260.000 các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cầm cho anh cái bịch táo đây. Nó sẽ là một cái hàng để các bác dùng trong ngày Tết nhá, mang đi cho biếu tặng làm quà ngày Tết rất là tiện luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái bịch nho, nho của Hàn Quốc nhá, nho của Hàn Quốc này, nho khô Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc này. 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc như này nhá. Đấy. Thì con này cân nặng của nó thì từ 7 lạng đến 1 cân, từ 7 lạng đến 1 cân em cũng không có cân nhưng không chính xác là bao nhiêu đâu. Đấy nhưng mà hạt nho này, đấy, đều đẹp luôn các bác nhá. Hạt nho đều đẹp và màu là màu tự nhiên, không có phẩm màu nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên kết giữa tập đoàn Samsung này, tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc để sản xuất nhá. Và đóng gói cũng rất là Hàn Quốc luôn, rất đẹp này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc mang đi Tết, rất là lịch sự đây. Tập đoàn Samsung này. Đấy, lên cho em đó là
nho khô nhá, giá sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này, đựng trong một hộp này rất đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà đi Tết này, nho khô này. Tiếp theo thì bên shop về cái táo khô nhá, táo khô này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, cân nặng của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân, giá sẽ là 100k cho một cái bịch táo khô như này, 100k nhá, 100k cho bịch táo khô như này. Cái này thì các bác có thể mua để cho này, biếu tặng làm quà này, hoặc là các bác có thể mua để mình sử dụng như là xăng nước, hãm nước uống này, ngâm rượu này, hoặc là làm thuốc rất là ok. Đấy, hoặc là hầm xương, hầm gà, hầm vịt cũng ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bịch táo khô như này, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, táo khô 100.000. Các bác có thể mua để làm quà Tết, rất là ok và rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Con này thì lô này về nó sẽ là màu trắng này, màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, một cái màu trắng rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất nhẹ nhàng, thanh thoát nhá. Đó. Giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Các bác xoáy cái nắp ra cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là inox 316 này. Inox 316 các bác dùng thực phẩm thức ăn là ok. Đó, và đây nó sẽ có một cái lưới lọc như này. Các bác dùng pha trà, pha cà phê, hãm trà, hãm trước đều ok hết nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bác, pha trà, hãm trà rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đấy, và cái giá thì chỉ có 110.000 thôi. Dung tích nó là 1 lít nhá. Nắp xoáy này các bác dùng là lúc nào rót thì các bác mình ấn cái lẫy này xuống cho em. Đó, dung tích 1 lít. Đế lót có lót cao su để trên bàn chống trơn trượt, chống xước bàn, nói chung là hàng rất là tiện ích luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít. Đó, đây, dung tích của nó là 1 lít này. Đấy, dung tích 1 lít. Giá thì bên shop chiều cao là 65 cm nhá. Thông số đầy đủ luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà, lô này về thì sẽ là màu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Có lô về màu trắng, có lô về màu đen đấy thì hoặc màu đỏ thì nói chung là bên em sẽ gửi màu thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Các mặt hàng bên shop về, bên em thì ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhá. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bình, các bác lên cho em là bình 20 nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn có 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình 2 lít thế này. Hàng bằng inox 304 các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất là dày dẫn chắc chắn, và cái giá thì giá thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, chỉ có 80.000 cho một con bình như này. Nắp của nó thì nó sẽ là nắp gioăng cao su này, rất là chắc luôn nhá. Bên trong bên ngoài của nó đều là inox 304 hết nhá. Các bác dùng để đựng nước lọc, nước uống này. À, hãm chè, hãm chứ cũng rất là ok. Con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt cao đâu. Nó là một cái dòng bình bình thường thôi, để các bác đựng nước thôi. Chứ con này không có chức năng giữ nhiệt nhá. Đấy, tại vì cái giá của nó thì nó chỉ là một con bình đựng nước bình thường thôi. Lên cho em là bình 20 nhá. Bình 20, giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80.000. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ các bác nhá. Đó. Dung tích là 2 lít cả vỏ. Giá chỉ có 80k cho con bình 20 này thôi. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thảm lau chân nhá. Các bác lên cho em là thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là một chiều 40 và một chiều là 60. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng thảm của Nhật nhá. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn đều được hết. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ như này các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nỉ như này. Đấy, chất liệu của nó là bằng nỉ này, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ, nỉ của nó là nỉ mịn nhá, thấm hút nước cực kỳ tốt luôn, không bị đọng bụi vào trong nhá. Đấy, và mặt dưới của nó bằng cao su non, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một cái thảm 46 như này, kích thước của nó sẽ là 40x60, và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con thảm như này giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho chiếc thảm lau chân như này. Các bác có thể dùng để mình để trước cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Lên mã giúp em đó là thảm 46, giá sẽ là 45.000 nhá. Lên cho em là thảm 46 này. Thảm 46, giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái thảm 46 như này. Kích thước của nó sẽ là 40x60cm nhá. 40x60cm. Đấy, rất là ok luôn, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vật đứng nhá. Con này thì giá bao nhiêu nhỉ? 130.000 cho cái vật đứng như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ kèm với các bác là một cáp sạc và một cái chân như này nhá. Một cáp sạc, một cái chân như này. Đấy. Tính năng chính của nó thì thứ nhất là dùng để vật muỗi này. Bắt muỗi tự động thì các bác bật cái đèn này lên cho em để bắt muỗi tự động này. Lưu ý các bác là khi mà mình sử dụng cái tính năng bắt muỗi tự động thì mình phải cắm sạc vào cho em nhá. Ở đây thì nó chỉ có dây thôi, về nhà các bác cắm vào củ sạc nhà mình này, con này. Đấy,
Điện của nó thì nó đánh rất là mạnh luôn, có thấy không? Đây, đánh rất là mạnh luôn nhá. Điện đánh rất là mạnh luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn nhá. Có chức năng là bắt muỗi tự động và có chức năng bắt muỗi thông thường này. Bắt muỗi thông thường này các bác chỉ cần bật này cho em xong này. Đánh rất là mạnh luôn, kêu tanh tách luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 con ốc như này. 4 con ốc vít ở cái đài này rất là chắc này. Các bác cầm vật đi vật lại rất là khỏe luôn. Cầm cực kỳ là khỏe và đàm tay luôn. Bên trong thì sử dụng cái quả pin 18650 nhá, cho nên là nó rất là mạnh điện các bác này. Đấy, mạnh điện lắm các bác thấy không? Đấy, đánh này. Thấy không? Đánh rất sợ luôn. Đó. Các bác tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Khi bắt muỗi tự động thì các bác để vào cái đế này cho em này. Để vào cái đế này, sau đó thì mình bật cái chức năng là bắt muỗi tự động lên. Đó là nó sẽ thu hút con muỗi, nó sẽ bay vào cái đèn hồng ngoại này nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy. Hàng này sẽ là hàng 3 chức năng luôn. Bắt muỗi tự động này, vật muỗi này, rồi làm đèn ngủ được luôn nhá. Các bác có thể vừa làm đèn ngủ này, vừa bắt muỗi tự động, vừa làm vật muỗi luôn. Lên cho em là vật đứng nhá. Vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130.000 nhá. 130k. Bình thường các bác mua cái vật của Việt Nam mình thôi nó cũng đã phải tầm khoảng 100 đến 120 rồi. Ở đây có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Thì ở đây nó sẽ là một dây và một củ như này, một dây và một củ như này. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone này. Đấy, chuyên dùng với điện thoại iPhone Apple đây. Đó, quả táo đây các bác nhá. Đó, củ của nó cực kỳ là đầm và chắc luôn. Công suất của nó thì nó sẽ là dòng của iPhone 14 Pro Max, công suất của nó sẽ là 20W nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60.000. Đó, dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k là cái dây sạc nhanh iPhone như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái củ sạc nhanh nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh. Đấy, đây nó sẽ là một con củ như này. Đấy, để các bác dùng để mình cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là một cái củ sạc như này. Còn về nhà thì các bác tự dùng sử dụng dây nhà mình thôi. Và nó sẽ có cái dây để mình kết nối với ổ điện cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là hai chân sạc nhanh của USB và hai chân Type-C này. Hai chân Type-C như này. Đó. Thì cái này thì các bác lên cho em là củ sạc các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Đấy, củ sạc đa năng. Con này thì giá sẽ là 80.000 cho một cái củ sạc như này. Về nhà các bác cắm và kết nối vào các cái đầu nguồn dây của các bác là ok. Đấy, dòng của nó sẽ là 10 iPhone 13 Pro Max này. Đó. Lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái củ sạc đa năng như này. Con này thì rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đường kính của nó là 20cm. Con này thì các bác dùng để mình chiên rán đồ ăn rồi rán nem rán nước rất là ok. Thứ nhất là nó có tráng đá chống dính này, tráng đá chống dính rất là tốt luôn. Thứ hai là nó có cho các bác một cái khay như này để các bác rán nem rán nước thì các bác đặt lên đây. Nem rồi cá các thứ đặt lên đây, đường kính của nó là 20cm. Đấy, con này thì các bác rán thì nó rất là tiện tại vì là mình chiên ngập dầu thì rất là ok nhá. Để mình chiên tôm, chiên cá này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, đường kính của nó là 20cm. Và giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá nó chỉ 100.000 thôi. Giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu. Đấy, chảo chiên ngập dầu này. Chảo chiên ngập dầu. Đường kính là 20cm. Đấy, chảo chiên ngập dầu đường kính là 20cm nhá. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho cái chảo chiên ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo 3 món này. Nạo 3 món. Thì đây nó sẽ là một cái nạo như này, bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Và giá thì chỉ có 25.000 cho 3 cái chiếc nạo như này thôi. 3 món như này mà giá chỉ có 25.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con nạo như này. Con này thì có quai đeo này. Và có một phần nạo vỏ, một phần nạo sợi này. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái nạo ngang tay như này. Và có cái phần này để các bác khuấy cái phần bị sâu này. Và một cái con dao nhọn như này. Con này thì các bác dùng để làm lòng gà, lòng cá này. Rồi là nhổ lông gà, lông vịt rất là ok. Combo cho các bác 3 món như này. Lên cho em là nạo 3 món. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Nạo 3 món này. Nạo 3 món. Giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nồi cơm điện hàng của thương hiệu Chigo nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Chigo này. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Các bác lên cho em là nồi Chigo. Hàng này các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Con này thì nó chỉ sử dụng cho 2 người ăn được thôi. 2 người ăn được thôi các bác nhá. Đấy. Thì ông bà già hoặc là nhà các bác ít người thì dùng cái nồi này cho em.
nó sẽ là nồi mini, nó rất là nhỏ thôi các bác nhá, rất là nhỏ thôi. Đấy, con này thì nó rất là nhỏ xinh như này, thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích và nấu cơm rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 270.000. 270.000 cho một cái nồi cơm như này các bác này. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn như này nhá. Cái nồi này thì cái dung tích của nó thì các bác nấu 2 người ăn là ok nhá. Nấu 2 người ăn là ok. Đó, đây là cái nồi của nó này. Đấy, nấu 2 người ăn là ok nhá. Đấy, 2 người ăn là ok rồi các bác này. Đấy, 2 người ăn là ok. Đó, giá thì cái shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, có đông gạo, có qua kiếp, có thứ đầy đủ như này nhá. Đấy, con này thì chỉ sử dụng cho 2 người ăn được thôi. Các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini giá sẽ là 270.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, con này thì các bác chỉ sử dụng cho 2 người ăn thôi nhá, chứ còn không quá 2 người đâu các bác nhá. Đó, nồi cơm mini giá sẽ là 270.000 nhá. Đấy, nồi cơm mini này, lên cho em là nồi cơm mini giá sẽ là 270.000. Nồi cơm mini nhá. Đấy, mini giá sẽ là 270k. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi các bác nhá, rất nhỏ gọn, 2 người ăn là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đây nó sẽ là một cái ổ điện sạc nhanh như này này. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. Thứ nhất là có công tắc đóng ngắt này, có 4 chân USB này, 3 ổ cắm khó này, rồi có một cái chân sạc nhanh cho điện thoại. Các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây cho em là xong. Đó, dây thì dài khoảng 1,5 đến 2 mét, có cầu dao này, có công tắc đóng ngắt đầy đủ cho bác luôn. Đấy, ưu điểm của nó là có 4 chân USB luôn, một chân sạc nhanh. Ví dụ các bác để cái ổ điện ở trên bàn thì mình chỉ cần đặt cái điện thoại vào là xong. Thì con này nó chỉ ứng dụng cho cái dòng điện thoại nào mà có chức năng sạc nhanh thôi nhá, điện thoại đời mới thôi nhá, chứ còn những cái điện thoại đời cũ là nó sẽ không nhận đâu. Đấy, thì các bác lưu ý giúp cho em cái chức năng sạc nhanh này là nó cho cái điện thoại cao cấp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000, lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh giá sẽ là 150k. Ổ điện sạc nhanh thôi nhá. Đó, ổ điện sạc nhanh 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái keo vá tường các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng keo, nó tựa như là một cái dòng sơn trắng ấy, nhưng mà nó là dạng keo trắng như này. Thì các bác về mình các cái phần mà tường mà bị bong chốc rồi bị thấm rột rồi nói chung là bị nứt thì các bác vá vào cho em. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo như này, nó rất là tiện ích các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là vuốt lên là nó sẽ sạch luôn. Ví dụ các tường mà bị thấm mốc hoặc là trẻ con tô vẽ hoặc là bị bong chốc thì các bác vá vào cho em là ok. Lên cho em là keo vá tường nhá. Một típ này của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, một típ này sẽ là 40.000, dung tích của nó là 250g nhá, 250g. Đây các bác nhá, đấy các cái phần tường mà của các bác bị bong chốc này, đấy mình chỉ đưa vào là mình vá đi cho em là ok nhá. Đó, bong chốc rồi thấm rột rồi nứt niếc các thứ là mình đưa vào. Đó, thì nó rất là sạch sẽ. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Bị dấu hiệu bị nứt này, bị chảy xước này, hoặc là trẻ em nó tô vẽ lên nó bẩn, các bác vá chùm lên cho em, rất là tiện ích luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 40.000 cho một hộp mà keo vá tường như này thôi. Đó, các cái phần tường nào mà bị thấm rột này, đấy bị nứt này, đấy, các bác vá vào cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, trẻ con tô vẽ các bác cũng xử lý được hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia một số cái mã hàng Tết này. Đây cái khay mứt Tết như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là con này tên nó là cái gì nhỉ, bao nhiêu đấy, các bác lên cho em là khay K1 nhá. Đấy, khay K1 160.000 cho một em như này, 160.000 một em khay mứt Tết K1 như này. Con này thì rất là tiện ích luôn, các bác dùng thì mình sử dụng đựng mứt Tết với cái thứ là rất là đẹp. Đấy, tiện ích và giá thì rất hợp lý. Ưu điểm của con này là nó có nắp đậy hết nhá, thì nó rất là tiện. Khi nào dùng thì mình mở ra, không dùng thì mình lại đậy vào. Đấy, các bác khi dùng thì mình xoáy này theo này. Đấy, xoáy này nó sẽ mở ra này. Thì ở trên này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 ngăn này. Đấy, trên này là 2 4 5 ngăn. Ở dưới này sẽ là 5 ngăn nữa. Đấy, khi nào các bác dùng thì mình mở ra. Đấy, xoáy này theo này, xoáy này nó sẽ mở ra này. Nó như một cái bông hoa rất là đẹp luôn. Và khi các bác chỉ cần ấn này thôi, ấn này xoáy vào là nó sẽ vào này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, khi các bác xoáy vào hoặc mở ra thì các bác nhấp cái này cho em này. Đấy, xoáy vào, mở ra đều phải nhấp cái này nhá. Đấy, nhấp này để nó ăn lẫy nhá, ăn lẫy mở ra này, nhấp vào này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con khay K1 thế này. Đấy, 160.000. Các bác dùng thì mình đựng mứt Tết rất là ok luôn, mứt Tết, bánh kẹo các thứ luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng cho các bác này. Đấy, đây, hình ảnh minh họa này, cực kỳ là sinh động và thật luôn nhá. Đấy, bánh kẹo hạt dưa hướng dương rồi các loại
thực phẩm đồ ăn các bác cho vào đây, đậy nắp lại rất là ok. Lên cho em là khay K1 nhá, khay K1 giá sẽ là 160k nhá, 160.000 một em như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5, con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy, lô hàng về thì nó sẽ là có lô là có pin và có lô không có pin nhá. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000 các bác dùng chuyên trong nhà bếp cho em. Đấy, chuyên trong nhà bếp thì mình dùng để chế biến thực phẩm thức ăn, dùng trong nhà bếp thì mình đong đo cân đếm cho nó dễ. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái chức năng là chức năng trừ bì, thì nó dùng nó rất là tiện. Thì ví dụ như các bác cân mà mình muốn trừ bì đi thì mình chỉ cần nhấp vào cái nút trừ bì là xong. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Và con này thì các bác cứ để cho em là chế độ gam là ok nhá. Để cho em chế độ gam là ok. Đấy, để cho em chế độ gam. Đây, ví dụ em cân cái lọ keo vá tường này. Đấy, nó sẽ là đây. Khi các bác cân thì lưu ý là để thăng bằng cho em nhá. 248 gram này. Đấy. Các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì đây ví dụ em cân cái này đi cho nó dễ này. Đấy. Cái này của nó sẽ là 413 gram này. Muốn nhấn chức năng trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em nó về không này. Đấy, sau đó thì các bác đặt cái khác lên cân này. Ví dụ em cân cái điện thoại của em là 221 gram này. Đó, các bác nhìn số chưa? Đó, rất là ok luôn nhá. Có tính năng trừ bì cho các bác luôn. Thì các bác cứ nhấn tính năng trừ bì này là xong. Đó, thì con này giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Đấy, cân 5 này. Con này sẽ cân được là 5 kg nhá. Giá sẽ là 50k luôn. Toàn bộ là số 5 hết rồi. Vâng, lại là em Phạm Huấn đấy các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cái này 150 à. Vâng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bơm cây nhá. Lưu ý các bác thì con này nó sẽ là một cái hàng khá là cồng kềnh luôn. Cho nên em cũng nói thẳng các bác luôn là mình là người lớn nhá. Khi đặt hàng thì mình lưu ý giúp cho em là cảm thấy là phù hợp với nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng thì các bác hãng đặt, tại vì cái hàng này nó cồng kềnh, tiền ship em gửi đi mất khoảng 50.000 rồi. Thế mà các bác đến nơi các bác không nhận hàng thì nó rất là tội cho em. Đó, thì con này đây nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác dùng để mình bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá, xe đạp xe máy đều ok hết. Đấy, chân đây và có đồng hồ báo này. Giá sẽ là 150.000. Thì con này nó sẽ là bơm dài cho nên là bên shop gọi nó sẽ là bơm cây nhá, bơm cây. Đấy, nó cồng kềnh, rất là cồng kềnh. Đóng gói đi, đóng gói về nó rất là phức tạp và rất là bị hỏng và tốn nhiều tiền nhá. Đấy, chuyển đi chuyển về em đóng gói nó cồng kềnh lắm các bác. Các bác thương em một tí thì các bác cảm thấy có nhu cầu thực sự thì mình hãng đặt, còn nếu mà đặt chơi đặt cho vui thì không nên đặt nhá, để tránh cái việc là bom hàng không nhận nhá. Đấy, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Kiroto này, bơm của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, cân nặng của nó thì con này sẽ bơm được khoảng là 7 cân nhá, bơm khoảng 7 cân. Các bác dùng để bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Hàng đây, đấy, cái xi lanh của nó đây. Đấy, nó sẽ có con xi lanh tích hơi như này thì các bác bơm nó rất là khỏe và đẩy hơi. Đấy, lên trên là bơm cây nhá, giá sẽ là 150k nhá. Lưu ý các bác là cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãng đặt nhá, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì tội em ra. Đó, lên trên là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Đấy, các bác lên trên là bơm 1 ti. Con này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Đây, các cái đầu kết nối của nó này các bác này. Đấy. Dây của nó thì thuộc là dây cao su bọc vải chống chống chuột cắn rồi chống đứt chống gãy nhá. Đấy. Đây, rất là khỏe luôn. Hàng thì hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Daishin này. Đấy, đây. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì dung tích bơm của nó thì được 7 cân, cũng có đồng hồ báo đàng hoàng nhá. Đấy. Thân bơm của nó thì nó sẽ là bằng inox như này và còn xương của nó thì nó sẽ là dòng xương khung thép và sơn tĩnh điện nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Chiều ngang của nó thì khoảng 10 cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi ngoài đường rất là ok này. Đấy, nó chỉ nhỏ gọn bằng cái cánh tay của em này thôi. Đó, thì bơm xe máy là ok rồi. Bơm xe máy là ok. Thì các bác có thể mang đi để mình sử dụng khi mà mình di chuyển ở ngoài đường này, hoặc các bác làm những cái công việc mà phải di chuyển ngoài đường. Đấy, đề phòng xe bị hỏng này, hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng sử dụng con này rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Lên cho em là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti nhá, bơm 1 ti. Giá sẽ là 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2 ti nhá. Đấy. Có dòng 1 ti, có dòng 2 ti cho các bác thì các bác muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó, 2 ti này thì con này các bác có thể bơm thêm được cả ô tô luôn, bơm cả ô tô nhá, xe 4 chỗ với lại những cái dòng xe nhỏ là các bác bơm thoải mái này. Xe 4 chỗ, xe nhỏ bơm thoải mái cho em. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng khung thép sơn tĩnh điện và bên trên của nó thì nó sẽ là xương bằng inox như này nhá. Đấy, thân bơm bằng inox như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó, của thương hiệu Santalay. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn. Đấy, các cái đầu kết nối của nó này, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá.
Đấy. Và con này là bơm ô tô là rất ok luôn. Các bác nghe tiếng hơi của nó ra rất là đẫy luôn nhá. Đó. Và gấp cũng rất là gọn. Chiều dài thì khoảng 30 cm và cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá, 13 cm. Đó, và khung xương sơn tĩnh điện như này, rất đẹp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì mình bơm phao, bơm bóng rồi bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết nhá. Bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. 250k cho một con bơm 2T như này. Và bên shop sẽ bao ship lên tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bơm 2T nhá, bơm 2T 250k một chiếc, hàng của thương hiệu Santalay. Đấy, Santalay nội địa của Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm như này. Đấy, thì con này rất là tiện các bác này. Đấy. Thì ví dụ như là các cái phần nào mà nó bị bong hoặc là bị nứt thì các bác xịt vào cho em. Đây, ví dụ như đây cái này nó sẽ bị nứt như này nhá. Đấy, bị nứt như này. Đấy, phần tường, hàng rào rồi các cái khu vực nào mà trần nhà, trần nhiếc, tường bị nứt rột thì các bác xịt vào cho em. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em để cho nó đẩy ga lên nhá. Đấy, và mình xịt thì các bác này. Đấy. Lưu ý là lắc thật đều lên cho em. Đấy, và mình xịt vào như này. Đấy. Thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này, các phân tử cao su non, và nó sẽ bịt kín các cái lỗ này luôn. Đó, bịt kín các cái lỗ này nhá. Bịt kín các phần khe nứt này thì dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, thì chống nứt, chống thấm rột rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm, trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phủ da cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, nên thằng ngay để nhận ưu đãi. À, rất tiện luôn nha, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình tông nhá, hàng của Nga này, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ là một con bình tông này, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dung tích của nó là 2 lít, nắp của nó là nắp chống mất nhá. Đấy, tại vì là nó liền đai như này rồi, liền đai này các bác không sợ mất, và nó có gioăng luôn, có gioăng nhá, chống mất rồi chống trào nước nhá. Đấy, các bác có thể để ngược để xuôi đều được hết. Gioăng của nó rất là chặt luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Dung tích của nó là 2 lít. Ưu điểm của con này nó sẽ có cho các bác là một cái túi da rất là đẹp như này nhá, một cái túi da rất là đẹp như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, làm nước uống, bình đựng nước uống, hoặc là anh em đựng rượu đi nhậu rất là ok. Mình đeo vào quai này rất là đẹp và lịch sự này. Giá thì rất là thanh lý cho các bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Đấy, bình tông Nga này, bình tông của Nga, giá của nó sẽ là 130k cho một bình, dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là, một hộp này bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Các bác dùng để mình thải độc chân rồi các cái gan bàn chân ấy, mình dán vào cho em buổi tối đi ngủ nhá. Thì các bác lấy một cái miếng dán này, kèm thêm cái gói thuốc này, bóc ra sau đó thì mình dán vào gan bàn chân nó rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có bằng một bát phở Hà Nội thôi, 40.000 bát phở Hà Nội. Đấy, thì bên em cũng bán giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40k. Dán thải độc chân này, dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn để mình dùng cho các cái phần chân mình bị đau nhức mỏi này. Đó. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái miếng dán thải độc chân như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá.
40.000 cho một hộp như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao cán gỗ nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt thế này. Hàng thì cực kỳ là nặng đầm tay cho bác luôn. Đó, hàng loại dày nhá, made in Japan các bác này. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, rất là dày. Dày của nó vào khoảng là 5 6 ly nhá, 5 6 ly rất là dày luôn. Đấy, con này thì dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá rất là ok. Đó, thì đây nó sẽ là một con dao cán gỗ nhá, cán gỗ. Chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là lên cho em là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Giá chỉ có 180.000 cho một con dao như này thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá, hàng của thương hiệu Seki Japan các bác này, Seki Japan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao con này thì quá lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Con này giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để mình gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn nhá. Gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Mấy con dao gọt như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40.000 cho con dao như này các bác này. Đấy. Rất bén luôn các bác theo. Đây. Rất là bén luôn nhá, rất là bén luôn các bác theo. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc cho con dao gọt gỗ như này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. 40.000. Còn con thái gỗ này, con này các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá, rất là bén luôn. Đó. Con này thì dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu bén rồi. Hàng siêu bén khỏi phải bàn rồi. Japan này, chữ khắc chìm luôn nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, lên cho em là dao gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao gọt gỗ, con này thì sẽ là 80k cho một con dao gọt gỗ như này. 80.000 nhá. Thì con này dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình gọt thái lọc phi lê đều được hết nhá. Gọt gỗ 80k nhá. Đấy, lên cho em là lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ, giá sẽ là 80k. 80k cho con dao thái gỗ như này. Còn con này thì lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Gọt gỗ giá sẽ là 40.000. Gọt gỗ giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Con nhỏ này là 40.000, con to này là 80.000 này. Và con này là 180 này, con này 180 này. Thì nếu các bác mua combo 3 con như này sẽ là 260.000 nhá. Đấy, 3 con như này 260.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, combo cho bác 3 con 260.000. Tiếp theo thì đến shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia dây điện vàng nhá. Đấy, thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 m nhá. Chiều dài từ 20 đến 30 m. Đấy, nó về theo lô, có lô thì 20, có lô thì 25, có lô thì 30. Và giá sẽ là 180.000, có đèn báo nhá. Đây. Có đèn báo cho các bác này, có đèn báo cho các bác luôn, rất là tiện luôn. Và có 3 5 chân cắm như này nhá. 1 2 3 4 chân cắm nhá, 4 chân cắm. Dây dài khoảng là 20 đến 30 m và hàng của nó sẽ là hàng 1.5 nhá, dây 1.5. Thì các bác lên xem là dây điện vàng, giá chỉ có 190.000 thôi. 190.000 cho một cái cuộn dây điện vàng như này, 190k. Đấy, dây dài từ 20 đến 30 m nhá, 20 đến 30 m. Đó, giá sẽ là 190.000. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng này. Các bác lên cho em là bộ ấm trà đồng đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ấm trà như này, một ấm trà bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng như này trong lòng bàn tay nhá. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó sẽ là mã đáo thành công nhá. 6 chén như này và kèm thêm cho các bác là một cái đĩa nhá. Một cái đĩa này. Đấy, một cái đĩa rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó là mã đáo thành công như này. Đấy, rất là đẹp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ ấm trà đồng này rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ấm trà đồng, giá sẽ là 400.000. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. 400.000 cho cái bộ ấm trà đồng như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái con cóc gà tàn nhỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cóc gà tàn nhỏ này. Đấy. Và có con cóc gà tàn to. Đấy, con này thì nó sẽ là cóc gà tàn nhỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho con cóc gà tàn nhỏ như này. Còn con cóc to này thì giá của nó sẽ là 230.000. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này. Đấy, các bác đánh rơi cũng không sợ bị vỡ, nó bằng hợp kim nên không lo gì bị rỡ chứ không phải là bằng xi nhựa đâu các nhá, bằng hợp kim. Đấy, con cóc to này là 230.000 và bao ship này. Còn cóc nhỏ này thì sẽ là 190.000 nhá. Cóc nhỏ này là 190.000. Thì các bác lên cho em là cóc gà tàn, nó sẽ có một con cóc to, một con cóc nhỏ, các bác lấy con nào thì lấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok.